Vâng, xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thuyến Ga và Đài Truyền hình Vietface TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại trở lại và cùng gặp gỡ nhau trong một chương trình livestream rất đặc sắc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Hưng xin hân hạnh mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với nữ ca sĩ Phi Nhung, nữ ca sĩ Lam Anh và nam ca sĩ Đan Nguyên. Sao mình mới bắt đầu chương trình mình chào cái hào hứng như nó sung lên chút xíu rồi sao? Chào lại đi, làm lại nè. 2, 3, nữ ca sĩ Phi Nhung. Xin chào mọi người. Nữ ca sĩ Lam Anh. Xin chào tất cả mọi người. Và nam ca sĩ Đan Nguyên. Xin chào tất cả mọi người và chào Ngọc Hân. Đó, phải vậy phải không? That's more like it. Kính thưa quý vị, trước khi mà chúng ta mở đầu chương trình thì Ngọc Hân có một cái tin rất là hot mà ngày hôm qua giờ có lẽ quý vị cũng đã thấy trên Facebook rồi. Đan Nguyên, Đan Nguyên kéo tay áo lên. Kéo tay áo lên. Ngày hôm qua thấy trên Facebook là anh Đan Nguyên đi đá banh đúng không? Và để lại một cái chứng tích. Cái gì đẹp mới khoe chứ sao xấu mà em lại khoe vậy? Đó, làm trai mà bị như vậy thì không có sao. Làm trai mà có sao đâu. Làm trai bị chày xước ngoài da đâu có gì đâu. Đó, là tình yêu của anh ấy dành cho đá banh là như vậy đó. Và hồi nãy trước khi mà mình vào livestream đó là chị make up chị nói là: "Em ơi, sao chị make up cho em càng ngày em càng đen vậy?" Không đen nhìn sexy banh. Chứ đó, manly đẹp, đàn ông là phải đi tắm nắng nha. Kính thưa quý vị, livestream là cái dịp để cho quý vị gặp gỡ và trò chuyện thân mật với các ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga, cho nên chúng tôi muốn mang tới cho quý vị những gì thật nhất và mới nhất của các ca sĩ của chúng ta. Và cái khán giả đã comment rồi. Chị ấy dặn volume nhỏ lại, Kính thưa quý vị, và cái điều mà mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là Trung tâm Thúy Nga vừa phát hành DVD Press by Night số 122 với chủ đề Duyên Phận. Và DVD này đã được phát hành khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Tất cả những quý vị yêu mến Trung tâm Thúy Nga có thể order DVD trực tiếp từ thuyengashop.com hoặc là 7148945811, hay là nếu quý vị ở xa quá mà không có dịp order DVD thì quý vị có thể xem digital copy ở trên trang là thuyenga.com. Và từ khi phát hành DVD thì tất cả khán giả ở khắp mọi nơi đang xôn xao về cái phần cải lương của nữ ca sĩ Phi Nhung. Đó là duyên kiếp. Ngày hôm đó khi mà Ngọc Hân phỏng vấn chị thì chị có chia sẻ là để cho tập cho cái phần này thì chị đã rất là cực khổ và bầm tay bầm chân đủ khắp mọi nơi hết. Thì ngày hôm nay chị có thể chia sẻ thêm với khán giả được không ạ? Tập cái phần này bao lâu? Thì sau khi mà mình tập cái vở Duyên Kiếp thì khi mà phát hành ra thì được quý khán giả khắp nơi yêu mến, thì Phi Nhung cảm thấy giống như cái cực khổ của mình nó không là cái gì hết. Phi Nhung cảm thấy giống như là Trung tâm Thúy Nga có được một cái món quà lạ để cho tặng cho quý vị. Thật sự thì trong chương trình ngày hôm đó thì ai cũng nghĩ là nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ đứng trên sân khấu với một bài hát nào đó. Nhưng mà không ngờ là chị đã đóng cải lương, và Ngọc Hân được biết là cái phần cải lương này là hát live ở trên sân khấu luôn, đúng không chị? Đúng rồi. Nghĩa là tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ đều phải tập trung hết sức là cao độ để mà nhớ kịch bản và nhớ những lời bài hát ở trong cái phần cải lương đó nữa. Nhung nhớ là thầy Dầu, đạo diễn Trần Ngọc Dầu có nói là khi mà diễn xong rồi á, thầy nói chứ mình cảm ơn thầy thì thầy nói là thầy phải cảm ơn em mới đúng. Tại vì thời buổi bây giờ mà có một người ca sĩ cũng như là cũng có một cái tên tuổi như Phi Nhung mà chịu khó tập từng chút một như vậy mà hát live trên sân khấu thì rất là hiếm. Thầy ngồi ở dưới mà thầy là một người đạo diễn từ xưa tới giờ là cải lương rất là nhiều. Yeah. Mà thầy rất là cảm động nên Nhung rất là hạnh phúc và cũng cảm ơn chị Thanh Hằng, rồi cảm ơn anh Kim Tiểu Long, rồi cảm ơn Hương Thủy. Nói chung là mỗi người mà nhà coi như là bỏ một tay. Dạ. Thì mới nâng được cái vai của mình lên. Không biết là Lam Anh và anh Đan Nguyên có xem cái phần trích đoạn cải lương Duyên Kiếp của chị Phi Nhung ngày hôm đó chưa? Ngày hôm đó thì không được xem nhưng mà có xem DVD rồi. Xem DVD rồi. Có thấy là chị lăn lộn trên sân khấu và bị nắm tóc đánh và bị rất là thê thảm rất không? Là cực. Không, và lúc đó mình coi lại, hôm bữa chị có coi lại đó, cái ngày 23 phát hành chị coi lại chị nghĩ: "Ủa mình đó hả?" Chị nghĩ không phải là chị mà chị coi, chính chị coi mà chị giống như là tới cái lúc mà cao trào chị cứ nước mắt thì chị nó cũng mình ngồi mình coi mà nó cứ trào trào ra.
chị không coi nổi luôn á, mà chị nghĩ không biết lúc đó ai nhập mình hay sao. Chị nghĩ là bây giờ nếu mà kêu chị diễn lại thì chưa chắc mình đã diễn xuất thần được như vậy, đúng, đúng không vậy, chị? Đúng vậy, đúng vậy nha. Bây giờ mà diễn lại chắc hơi bị khó. Lam Anh lúc mà xem cái phần trích đoạn cải lương đó của chị Phi Nhung thì Lam Anh có cái cảm nghĩ như thế nào? Lam Anh thấy rất là cảm động, mà thấy là tại sao mà chắc là mình cả đời mình không bao giờ mình diễn được một nửa như vậy nữa. Không, mình được. Không em rất là tập. Tâm phục những người mà nghệ sĩ cải lương hoặc là nghệ sĩ đóng phim, tại vì họ nhập vai còn hơn là ca sĩ nữa thì mới có thể bật ra tiếng khóc, bật ra tiếng cười rồi coi như là bầm dập trên sân khấu như vậy. Thì rất là nể. Này mình hỏi một câu ngoài lề nha. Dạ. Không biết Lam Anh với Đan Nguyên có biết hát cải lương không ta? Dạ không. Đang không biết hát. Đang hát đi ra. Thôi bỏ qua chuyện đó đi nha. Ôi lên đâu được, nhưng mà cải lương thì không được. Không, cái gì chị nghe em hát rồi. Đừng. Có đừng, không đừng. Chị Phi Nhung? Có không? Đừng có gài em hát cải lương nha. Không, chị nghe. Tại vì đáng lý là cái duyên kiếp là chị nói với chị Thủy là chị Thủy cho Đan Nguyên đóng vai người chồng cậu khờ của em đó, cậu ấm của em đi. Đan Nguyên đóng ra đó chị. Xong nói chứ, trời chị chưa nghe Đan Nguyên hát bao giờ nên chị không biết là nó chịu đóng hay không đó em. Bỏ qua đây không chịu. Đây là lần đầu tiên mà tất cả chúng ta được biết là nam ca sĩ Đan Nguyên có thể hát cải lương. Chị nghe rồi. Chị nghe hồi nào? Chị nghe hồi nào? Đi hát show chị nghe rồi. Làm gì có chuyện đó. Chị đi hát show. Chị đi hát show. Cái mặt nó xạo. Cái mặt nó xạo. Cái mặt là cái mặt nó xạo của Đan Nguyên nè. Làm gì mà xạo? Hát thải tự câu đi. Nói tự câu thôi. Không biết hát. Làm sao mà hát? Nhưng mà chị Phi Nhung chỉ nói là chị có nghe anh hát nghe rồi. Nghe rồi. Nó đứng trong cái... Anh nghe mà anh còn rùng mình mà. Nghĩa là anh có hát rồi. Có hát mà nghe ghê quá bỏ luôn. Chưa, đó nha quý vị. Bây giờ Ngọc Hân phải như vậy nè. Nếu như mà cái video này, livestream này được quý vị share thật là nhiều. Được đến bao nhiêu? 3.500 views. Bây giờ 3.600 rồi. 3.600 hả rồi. Cái gì vậy? At least phải 10.000 thì Đăng Nguyên sẽ hát. Không, vô rất là nhiều. Là phải 100.000 Đăng Nguyên mới hát. Không, trời ơi, chẳng hạn. Mình thực tế một chút đi. Quá mình thực tế một chút. Mình chọn con số đẹp đẹp một chút nè. Số 8, thôi 8.000 thôi. 8.000 thôi 10.000 đợi đến mai anh ảnh trốn luôn sao chị? Fan của Nhung nè, fan của Đăng Nguyên nè, fan của Lâm Anh nè. Rồi, Đăng Nguyên không phải 10.000 đó như vậy nè. Cho nên nếu mà được như vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời ca hát của nam ca sĩ Đăng Nguyên. Livestream Ngọc Hân, chị Phi Nhung và Lâm Anh sẽ bắt anh Đăng Nguyên hát cải lương cho quý vị nghe. Có được không ạ? Nhất định là không được hát nè bây giờ. Là phải share video này thật là nhiều và phải comment thật là nhiều thì ngày hôm nay anh Đăng Nguyên sẽ chết với tụi em. Cái chuyện đó là cái chuyện bắt buộc của mấy tụi em thôi. Còn anh hát hay không là cái quyền của anh. Cảm ơn. Không, anh ơi nè. Fan của anh còn nói nè, idol của anh, idol hát cải lương hay lắm đó là nha. Đó là có rồi, đó. Đó. Cái gì hát đi. Ủa mà chưa đủ 10.000 mà. Thì đó chưa. Chưa 10.000 mà hát. Rồi thì bây giờ nè, chị Phi Nhung vừa chia sẻ về tiết mục của chị Phi Nhung ở trong Paris by Night 122 về chủ đề duyên phận. Còn riêng nữ ca sĩ Lam Anh thì khi mà trung tâm Thúy Nga phát hành cái thứ nhất là cái music video của Lam Anh, bài Chờ Thêm Một Đời, và ngay cả từ khi mà DVD Paris by Night 122 phát hành thì Ngọc Hân đọc, cái này là Ngọc Hân đọc comment của khán giả nha, thì khán giả ai cũng nói là cái bài hát Chờ Thêm Một Đời là cái bài hát nhạc tình, nhạc trẻ mà họ thấy là hay nhất ở trong cái DVD Paris by Night 122 lần này. Vậy hả? Thì riêng đối với Lam Anh có cảm nhận gì khi mà nhận được bài hát này và trình bày bài hát này? Lam Anh cảm ơn những cái lời comment mà quý khán thính giả đã comment và đã cho những cái lời động viên và những cái lời khen đối với bài hát Chờ Thêm Một Đời của Lam Anh trong cuốn DVD Duyên Phận. Thì lúc mà Lam Anh nhận cái bài này á, mình cảm thấy mình xúc động liền, là tại vì cái melody, cái giai điệu và cái lời nó quá là nó hay và nó ướt át, mà như thế nào đó mình thấy cái hồn của mình nó vô trong đó. Thì khi mà nhận được thì rất là hạnh phúc, tại vì lâu lắm rồi Lam Anh mới thấy có một bài hát mà nó hợp với mình mà hay như vậy. Ngọc Hân cũng giống như là mọi người cũng thấy là thời gian gần đây thì rất là ít bài hay, thì lâu lâu tự nhiên mình thấy có một cái bài hay mà nó nhập hồn với mình thì mình cảm thấy mình quá là may mắn khi mà được nhận cái bài hát như vậy. Và Ngọc Hân nghĩ là đây cũng là lần đầu tiên mà một bài hát mà có tới hai versions. Một bài là trong sân khấu và một version là thu music video. Mà chẳng những như vậy, hai versions đều có hai cái hòa âm khác nhau. Hai hòa âm khác nhau. Tại sao Lam Anh lại... Tại vì chị Phi Nhung với anh Đăng Nguyên cũng biết là thời buổi bây giờ là thời buổi rất là khó khăn. Và khi làm một bài hát, đầu tư cho một bài hát là đã cảm thấy là mình
đã mạo hiểm rồi. Mà đã vậy còn làm cả hai version, còn quay music video và làm hòa âm khác nữa, thì Tâm Anh có thấy là mình có quá mạo hiểm cho bài hát này không? Thật sự ra thì khi mà mình bắt đầu mình làm một cái bài hát mới, mình không biết là cái bài này sẽ thành công hay là không, nhưng mà mình sẽ phải cố gắng hết sức. Thì cái hòa âm nó tạo nên cái nét riêng của một cái bài hát. Cái bài hát đã hay rồi, nhưng mà quan trọng cái hòa âm cũng rất là đóng vai trò rất là quan trọng đối với một bài hát. Thì một cái hòa âm trong DVD rồi, nhưng mà ban giám đốc của Thúy Nga muốn thử một cái hòa âm khác nữa để coi là cái hòa âm nào nó người ta thích hơn. Và mình cũng chưa biết là hòa âm trên DVD là người ta sẽ thích hay không, nhưng mà cũng muốn là thêm một người khác hòa âm thì để nó như thế nào. Có lẽ là ban giám đốc của Trung tâm Thúy Nga cũng nhận được và cũng đánh giá rất là cao cái nhạc phẩm này. Và thực sự thì Ngọc Hân thấy là đúng là trong thời gian gần đây mà nói về nhạc trẻ và nhạc tình thì nhạc phẩm này là một trong những nhạc phẩm hiếm hoi mà người ta nghe. Như ngày hôm qua Ngọc Hân có nghe anh Hoài Tâm chia sẻ là mấy chục nhân viên của nhà hàng của anh chưa gì là đã thuộc cái lời bài hát này và đã nhẩm theo rồi. Thì chúc mừng Lam Anh với một cái bài hit mới của mình. Cảm ơn chị. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Đan Nguyên, là bởi vì là tại sao anh chỉ dừng lời lên đây để mà ngồi là nguyên mẫu thôi chứ em có bằng chứng nha. Idol nè, Nhi Quách nè, Idol Đan Nguyên hát vọng cổ hay lắm, hát một câu nha Idol, không phải một mình chị Phi Nhung nói, khán giả nói nữa nè. Rồi ca cải lương đi anh Đan Nguyên ơi, Đan Nguyên hát Lan và Điệp đi đó. Đan Nguyên bây giờ chỉ có hát Liêm và Đạt nổi thôi chứ bây giờ sao mà hát Lan nhưng mà nổi mà chưa tới 10.000 chưa tới mười ngàn mà. Bây giờ là phân nửa của 8.000 rồi, là 4.100. Nhưng mà bây giờ như vậy nè, nếu mà anh không muốn bị bắt hát vọng cổ hay cải lương đó, thì bây giờ anh hát một bài khác để mà đền cho khán giả. Hát cái gì bây giờ nói chuyện đi. Hát bài gì cũng được. Nói chuyện mà hát bài gì cũng được. Mà chị Phi Nhung biết hồi nãy ở trong phòng make up á, Ngọc Hân nghe anh đang anh hát nghêu ngao vài câu, mà cái điều mà Ngọc Hân rất ngạc nhiên là anh không có hát nhạc bolero, không có hát nhạc quê hương, mà anh hát nhạc trẻ. Ủa sao mỗi lần lên đây bị Ngọc Hân gài đồ qua vậy? Anh hát nhạc trẻ. Thành ra bây giờ là Ngọc Hân cho anh chọn lựa nè. Một là anh hát bolero, hai là anh hát cái bài hát mà anh mới nghêu ngao trong phòng make up. Bây giờ anh chọn đi. Cũng có lý, nhưng mà để cho nó nóng máy tí đi, em nói chuyện tiếp đi. Chứ bây giờ mà anh hát anh nói chưa từ nãy đến giờ rồi. Chưa có feel. Thôi giờ hỏi, bây giờ hỏi, tiếp hỏi đi câu đi. Bây giờ hỏi, bây giờ hỏi nha. Vậy thôi bây giờ hỏi. Hồi nãy ở trong phòng make up, Ngọc Hân có nghe anh đang nói là anh rất là may mắn là bởi vì từ khi anh vào Trung tâm Thúy Nga đó, thì hầu hết tất cả những ca nữ ca sĩ xinh đẹp của Trung tâm Thúy Nga là anh được kết hợp hết rồi. Thôi mình chưa nha. Vừa rồi là đó. Đó. Nhắc khéo. Em đang nói là dòng nhạc bolero mà. Thật sự mà đó thì Đan Nguyên cảm thấy rất là may mắn khi mà được chị Thủy, chị cho Đan Nguyên hát với lại tất cả những ca sĩ bolero. Và không những được hát chung với những ca sĩ rất là hot của Thúy Nga, mà còn chị còn chọn bài rất là hay. Nên vì Đan Nguyên cảm thấy cái phần của Đan Nguyên cảm thấy rất là may mắn. Cái nhạc phẩm mà vừa rồi anh kết hợp với nữ ca sĩ Hoàng Nhung, Ngọc Hân nghe thấy là khán giả phản hồi rất là tốt. Và hình như là chính bản thân anh cũng khá là hài lòng với cái nhạc phẩm này đúng không ạ? Những cái bài nào mà chị Thủy chị chọn cho anh cũng hài lòng hết. Tại vì những cái bài mà chị chọn anh tự nhiên là anh cảm thấy anh rất là mê những cái bài đó. Mà được chị chọn cho những cái bài đó, tự nhiên mình cảm thấy wow, sao những cái bài hot mà chị chọn cho mình không vậy? Anh đang nói là anh được cưng đó. Anh đang được cưng đó. Không, nhưng mà được cưng cũng đúng thôi. Tại vì thật sự là nam ca sĩ Đan Nguyên là một trong những người ca sĩ mà có lượng fans lớn nhất hiện giờ. Thành ra là điều đó cũng đúng thôi, đúng không anh? Có không quý vị? Bây giờ có fans chứ, của Đan Nguyên trả lời đi nha. Vì đó có đúng không nha? Để cho fans của anh trả lời chứ em không trả lời nữa. Ha. Nhưng mà bây giờ Ngọc Hân hỏi anh nè, thì được kết hợp với nhiều nữ ca sĩ thì anh nói đó là một điều may mắn. Nhưng mà mỗi lần mà thu âm và hát với một ca sĩ mới thì đối với anh có một cái sự một cái challenge, một cái khó khăn nào đó hay không? Thì đó là một cái mới đối với anh. Anh cảm thấy mỗi ca sĩ anh hát chung đều là có những cái kỷ niệm đặc biệt, và mỗi người có một cái giọng hay riêng. Thì anh rất là thú vị khi mà được hát chung với lại mỗi người mỗi chất giọng khác nhau. Dạ. Và kính thưa quý vị, và bây giờ đang nói về cái chủ đề là sự kết hợp của nam ca sĩ Đan Nguyên với các nữ ca sĩ với dòng nhạc bolero của trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga, thì chúng tôi có một cái bí mật rất là hot,
cực kỳ hot mà chúng tôi muốn bật mí với quý vị là từ hôm bữa đến giờ quý vị đã xem là Đan Nguyên và cũng như là Trung tâm Thúy Nga livestream với nữ ca sĩ Mai Thiên Vân rồi nè. Và hôm bữa là đã livestream, chúng tôi đã livestream với nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và hôm nay là livestream với Phi Nhung và Lam Anh. Và chúng tôi xin bật mí là Paris by Night 123 in Vegas với chủ đề ảo ảnh, nam ca sĩ Đan Nguyên sẽ kết hợp với một trong những nữ ca sĩ mà từ hôm trước đến giờ đã livestream trên Facebook của Trung tâm Thúy Nga. Đó là ai? Thì chưa có bật mí được bây giờ. Cho quý vị tha hồ đoán, quý vị nghĩ là ai? Là Mai Thiên Vân, là Như Quỳnh hay là Phi Nhung đây hay là Lam Anh đấy? Đúng không quý vị? Thành ra đây là một trong những cái bí mật mà chỉ có đến với Paris by Night 123 quý vị mới biết được là Đan Nguyên lần này sẽ kết hợp với nữ ca sĩ nào. Mà chúng ta bật mí như vậy là không cũng mà, hơi nhiều rồi đúng không chị? Đừng có nói là với chị nha. Với chị là chắc chị khó gì với Đan Nguyên lắm luôn. Thôi đừng chọn chị nha. Biết đâu Lam Anh thì sao? Biết đâu là Như Quỳnh và biết đâu là Mai Thiên Vân thì sao? Đúng là anh đang biết đâu bất ngờ. Biết đâu bất ngờ chúng ta lại về bên nhau. Đúng không ạ? À, và kính thưa quý vị, nếu như quý vị muốn biết thì quý vị phải đến với Paris by Night 123. Ngày mấy đây anh Đan? Ngày 15, 16. À, giỏi quá. Hôm nay hỏi ngày là nhớ nè. Kính thưa quý vị, ngày 15 và 16 thì tháng 7 in Las Vegas. Đây là chương trình thu hình lớn nhất trong năm của Trung tâm Thúy Nga với chủ đề là ảo ảnh với gần 50 các anh chị em ca nghệ sĩ trên cùng một sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. À, và bởi vì ngày hôm nay quý vị xem cái livestream này cho nên là Trung tâm Thúy Nga có một cái promotion rất là đặc biệt. Đó chính là những quý vị nào mà mua vé ở cái hạng là 78 Mỹ Kim, những quý vị nào mua vé ở hạng 78 Mỹ Kim thì sẽ được mua 3 vé tặng 1 vé. Wow. Mua 3 vé tặng 1 vé, mua 300 vé tặng luôn Đan Nguyên. Sao không tặng em? Em thấy là tặng anh nhiều người thích hơn. À, và kính thưa quý vị, anh, nói đùa một chút xíu giá. Thôi. Rồi, anh là vô giá rồi. Anh là vô giá. Bây giờ nói nè, nói về Paris by Night 123 thì không biết là chị Phi Nhung có thể bật mí chút xíu về phần trình bày của mình được không? Đừng bật mí nhiều quá, mấy chút xíu thôi. Mình nói sao ta? Thí dụ bây giờ mình nói về cái dòng nhạc mà chị xuất hiện hay là cái sự không thể diễn là mình không bật mí được là mình sẽ hát chung với ai, nhưng mà chị có thể nói về cái dòng nhạc mà chị sẽ trình diễn trên Paris by Night 123. Thì cũng là dòng nhạc bolero thôi. Yeah. Nhưng mà kỳ này là cũng hai tiết mục nhưng mà hai tiết mục cái nào cũng đặc biệt hết. Nó gọi là chương trình trở với chủ đề ảo ảnh mà. Dạ. Nên hai tiết mục của mình nó rất là đặc biệt. Nên kỳ này cũng không có, cũng là căng thẳng lắm ạ. Căng thẳng cũng không thua kém gì cái duyên phận, cái duyên kiếp mà Nhung đóng đâu. Như vậy là lần này là chị xuất hiện tới hai tiết mục lần. Đúng rồi. Ở trong chương trình Paris by Night 123 lần này. Chắc là người mẫu. Mà chị ơi, Hân không có nhớ rõ lắm là bao lâu rồi chị mới trở lại với sân khấu của Las Vegas, với Trung tâm Thúy Nga. Như cũng lâu rồi đó. Đúng không chị? Cũng phải một thời gian khá dài rồi chị mới trở lại với sân khấu của Trung tâm Thúy Nga ở Las Vegas. Thì cái cảm giác của chị như thế nào? Chị hồi hộp. Không biết tại vì cũng lâu lắm rồi cũng không có được xuống Vegas nữa. Nên chị cũng giống như mình cũng hồi hộp, biết là khán giả khắp nơi về trở về Vegas thì không biết nó như thế nào. Mình cũng hồi hộp chứ. Nên khi mà chọn hai cái tiết mục mà được Trung tâm Thúy Nga chọn thì chị cũng rất là căng thẳng. Nhưng mà chắc là cũng phải sẽ cố gắng. Dạ. Chị nghĩ chắc là khán giả ở Vegas cũng nhớ Phi Nhung nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Còn nữ ca sĩ Lam Anh thì sao? Sau cái thành công của Chờ Thêm Một Đời thì chắc chắn là khán giả nhất định là phải có một cái sự expectation nào đó cho cái phần xuất hiện kế tiếp của Lam Anh rồi. Chắc là phải đặt nhạc sĩ viết thêm một bài Chờ Thêm Một Ngày hay là cái gì nữa quá. Không, nói chơi thôi. Chị thích cái hình của Lam Anh. Cái hình, cái bìa. Cái bìa đẹp nhất dạ. Lam Anh sẽ hát một bài gọi là bất hủ của thế giới, chứ không phải là của Việt Nam nữa, của cả thế giới. Bài này chắc hát lên thì ai cũng biết. Và cái màn này của Lam Anh thì nó rất là ảo ảnh. Nó rất là hợp với cái chủ đề ảo ảnh của Thúy Nga lần này. Và thêm một bài nữa kết hợp với một người mà chưa bao giờ kết hợp.
Trời sao hồi hộp quá vậy. Surprise bên đây 123 lần này mà sao có nhiều cái sự đúng là ảo ảnh thật. Dạ, đúng là có nhiều cái sự bất ngờ và làm cho khán giả phải chờ đợi rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, như vậy thì nếu quý vị yêu thương Trung tâm Thúy Nga thì xin quý vị hãy đến với Paris by Night số 123 với chủ đề ảo ảnh in Las Vegas. Và bây giờ như vậy nè, Ngọc Hân có kêu gọi 100 lần, 1000 lần nó cũng không bằng các ca sĩ chúng ta kêu gọi một lần nữa. Cho nên là bây giờ Ngọc Hân muốn nhờ chị Phi Nhung, Lam Anh và anh Đan Nguyên kêu gọi tất cả những fans ủng hộ mình và những khán giả yêu thương mình để cùng đến với Paris by Night 123. Nha. Dạ, Phi Nhung mong rằng là quý khán thính giả khắp nơi sẽ đến ủng hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như Trung tâm Thúy Nga để giữ được một cái tên của Thúy Nga đi mãi trong lòng của khán giả. Tại vì nói chung là cái thời buổi bây giờ băng giả và người ta lên YouTube người ta download ra rất là nhiều. Yeah. Nên Trung tâm cũng cũng có một cái sự mà khó khăn. Yeah. Mà Nhung chỉ sợ, Nhung mong rằng là cái tên Trung tâm Thúy Nga sẽ đi mãi trong cuộc đời của người Việt Nam hải ngoại của mình cũng như là trong bên Việt Nam. Chứ Nhung cứ sợ là cứ hồi hộp không biết là Trung tâm cứ thấy như vậy hoài thì có thể là ca sĩ của Thùy Nhung sẽ một ngày nào đó không còn sân khấu Trung tâm Thúy Nga để mà diễn nữa, mà khán giả cũng sẽ không có những cái hình ảnh đẹp mà của tất cả các ca sĩ mà để xem. Yeah. Mình nói tới đây là đã thấy nghẹn nghèo. Đúng rồi. Thời buổi bây giờ rất là khó, là tại vì khi mà kỹ thuật số nó phát triển nhiều thì người ta không còn mua DVD nữa, thì rất là khó khăn cho một trung tâm mà có thể tồn tại được. Quay DVD rất là tốn kém thôi quý vị, mỗi lần quay là hết rất là nhiều tiền. Mà nếu mà không bán được như vậy thì khó khăn lắm cho trung tâm để mà tồn tại. Thì chỉ có mong là quý vị mua vé tới coi, và thì như vậy thì trung tâm mới tiếp tục làm được những cuốn sắp tới nữa. Bên cạnh đó là cái tuần mà mình làm show á, là 15 và 16 á, là ngay sau khi người ta đã nghỉ lễ rồi, cho nên là rất là khó cho họ lại tới cái tuần sau đó. Cho nên là rất là mong quý vị là dành thời giờ cho show Thúy Nga lần này, tại vì cái show lớn nhất trong năm. Thì thay vì mình đi vacation cái tuần July 4 thì mình giờ lại cái tuần sau để coi Thúy Nga luôn. Dạ. Sao đang nguyên ngớ người như vậy? Tại vì đang nghe mà. Thật sự mà nói, đây là một cái chương trình mà quý vị nên đi, là tại vì quý vị không những lên Las Vegas cùng gia đình với lại người thân của mình có thể ăn uống, đồ ăn ở trên đó rất là ngon. Và những cái khu du lịch phải nói là hàng đầu trên thế giới. Nên vì cái chương trình của Thúy Nga Paris by Night 1 vào 16, 15 và 16 tháng 7 là một chương trình lớn nhất trong năm. Nên vì quý vị hãy nhanh tay mua những cái vé, tấm vé đặc biệt nhất để cho gia đình và người thân của mình đi. Mà vé hạng 78 đô là 78 Mỹ Kim không? Thì mua 3 tặng 1. Dạ. À đó. Dạ. Và đây là cái chương trình mà Trung tâm Thúy Nga đầu tư rất nhiều. Của là Đan Nguyên đó. Vậy hả? Có không? Có. Là vậy thôi. Có hả? Ủa bây giờ mới biết rồi nha. Bây giờ mình vậy người ta sẽ mua đông. Bây giờ để mình đọc những cái comment của khán giả trên Facebook đi nha. Diệu Hạnh Tôn, hoàng tử nhà tôi với màu xanh yêu thương. Trang Lâm, ca sĩ Phi Nhung tấm lòng đẹp, người đẹp, hát hay tuyệt nè, hát rất hay về mọi mặt. Mình luôn ái mộ Phi Nhung mãi mãi. Hồng Lệ thì sáng nay mình có nghe bài Chờ Thêm Một Đời của Lam Anh, rất là hay. Có thể nói là hồi nãy chị Phi Nhung mới nhắc tới một cái vấn đề mà Ngọc Hân cũng muốn các ca sĩ của chúng ta nhắn dùm với khán giả một lần nữa. Đó là cái vấn đề mà những bài hát mà bây giờ đang được phát hành rất là một cách rất là có thể nói là cẩu thả trên YouTube. Nghĩa là không cần biết là bất cập hại, nghĩa là cứ có bài hát mới của ca sĩ là cứ post lên YouTube. Yeah. Hoặc là thậm chí là livestream ở trên Facebook, mà những cái DVD đó là những cái DVD không có đúng của Trung tâm Thúy Nga, hoặc là không phải DVD gốc của Trung tâm Thúy Nga. Và nó tràn lan ở khắp mọi nơi và nó gây một cái thiệt hại rất lớn cho Trung tâm Thúy Nga cũng như là các anh chị em ca nghệ sĩ. Và bây giờ thì Thúy Nga đã có một cái channel YouTube chính thức của Trung tâm Thúy Nga rồi, đó chính là youtube.com/thúy nga. Thì không biết là các ca sĩ của chúng ta có thể chia sẻ đôi điều với các fans của mình, nhắn nhủ với các fans của mình về những cái việc mà chia sẻ những bài hát và những cái video của Trung tâm Thúy Nga và của chính bản thân từng ca sĩ ở trên những trang mạng, ở trên online được không ạ?
Phi Nhung thì rất là tin fan của mình. Phi Nhung mong rằng là tại vì fan của Phi Nhung thì thích Phi Nhung lúc nào cũng có mặt xuất hiện trên Thúy Nga, thì Phi Nhung nghĩ là fan của Phi Nhung cũng như là tất cả các fan của những ca sĩ khác thì hãy ủng hộ cái YouTube của Trung tâm Thúy Nga, và mình lên đó mình chia sẻ thì Phi Nhung sẽ đứng được hoài cho trong cái sân khấu của Trung tâm Thúy Nga và sẽ đi vào lòng người mãi mãi cho tới răng lông tóc bạc luôn. Dạ đúng rồi. Đám cưới mà hả? Không biết sự mãi mãi tới già trong luôn. Hạnh phúc luôn phải không? Tới già bây giờ là đóng vai trẻ, mà mai mốt mình ở Trung tâm Thúy Nga hoài, mình sẽ đóng vai mẹ, rồi đóng vai bà ngoại, bà cố cái gì đó, mình sẽ làm hoài vậy đó. Ngày nào khán giả còn thương thì ngày đó mình còn hát, đúng không chị? Đúng rồi. Và cái YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga bây giờ thì quý vị có thể theo dõi những bài hát, và mong là quý vị sẽ subscribe cho cái YouTube channel này và chỉ chia sẻ cũng như là xem những cái video được chính Trung tâm Thúy Nga hoặc là các anh chị em ca nghệ sĩ post lên trên mạng, để như là một cách gián tiếp để mà ủng hộ cho các anh chị em ca nghệ sĩ cũng như Trung tâm. Bởi vì nếu quý vị đã không tới tận nơi để xem được thì rất mong quý vị sẽ ủng hộ bằng cách là xem những video chính thức. Những ngày em qua đến giờ chờ thêm một đời đã được xem rất là nhiều, thì đối với Lam Anh thì Cộng Hưng cũng rất là mong Lam Anh có thể chia sẻ với tôi đi. Cái YouTube này á, mới đây là Thúy Nga mới có đây, cách đây chừng khoảng 2 năm đổ lại đây thôi. Thì ngày xưa Thúy Nga không có, nhưng bây giờ Thúy Nga đã có cái kênh YouTube chính thức của mình ở trên YouTube.com. Thì quý vị dễ lắm, quý vị cứ lên YouTube rồi quý vị search Thúy Nga thôi là sẽ thấy cái trang của Thúy Nga, và quý vị click subscribe, là khi đó là quý vị sẽ là thành viên của cái trang của Thúy Nga. Thì lúc đó đó Thúy Nga có bất cứ một cái video mới nào thì quý vị cũng sẽ được báo cho biết là có cái video mới như vậy, và quý vị coi. Thì khi mà quý vị coi như vậy thì cũng là một cái cách, một từng người không có nhiều, nhưng mà cái đó là cái cách mà giúp cho Trung tâm một cái sự nào đó là có thể tồn tại nữa, hơn nữa, phổ biến những cái video của Thúy Nga qua YouTube. Anh Thang Nguyên là một trong những ca sĩ mà có cái số lượng videos và bài hát được chia sẻ nhiều nhất ở trên những trang mạng online bây giờ. Nói lời đi. Nói đi. Đừng ngồi nhìn em với chị Lâm Anh, nhìn Phi Nhung mà nữa. Đừng ngồi làm mẫu gỡ hoài ha. Thang Nguyên rất là mong muốn các khán giả của Đăng Nguyên và fan hy vọng là quý vị lên trên YouTube của Thúy Nga để mà coi, thì cái đó là bằng cái cách ủng hộ Thúy Nga và ủng hộ cho chính ca sĩ của quý vị. Dạo gần đây thì có rất là nhiều cái website mà post lên những cái clip của Thúy Nga mà không có đúng, thì đôi lúc cố ý hay là vô tình, đôi lúc người ta cũng yêu mến thôi, nhưng mà nếu mà làm như vậy thì quý vị đã tiếp tay và đã giết chết Trung tâm. Thì cái đó Đăng Nguyên nghĩ là không có nên. Nếu mà các fan mà muốn âm nhạc vẫn còn tồn tại thì quý vị hãy lên YouTube của Thúy Nga để mà coi, để mà giúp đỡ cho Thúy Nga và chính ca sĩ của các bạn. Và sau bây giờ như vậy nè, từ nãy đến giờ khán giả comment ở trên cái livestream này rất là nhiều, khen ca sĩ cũng nhiều, khen Phi Nhung đẹp, khen Lam Anh hát hay, rồi khen Đa Nguyên dễ thương, mặt mắc cỡ nhìn thấy cưng. Rồi thôi bây giờ như vậy, và đặc biệt là khán giả yêu cầu ca sĩ hát một vài câu và yêu cầu rất là nhiều. Thì thôi bây giờ, nãy giờ chúng ta livestream cũng cũng khá là lâu rồi. Bây giờ không biết là anh Đa Nguyên anh nóng máy chưa, nhưng mà bây giờ Ngọc, tại vì ảnh là người mắc cỡ e thẹn nhất trong nhóm mình. Đúng rồi đó. Thành ra bây giờ tại đứng với biết bao nhiêu người đẹp như vậy, anh không e thẹn không sao được. Ghê quá. Đừng với người đẹp phải e thẹn nhá. Khó quá, mình bỏ qua đi. Cái này nó rối loạn tiền đình nhức đầu quá. Thành ra bây giờ không biết là chị Phi Nhung hay là Lam Anh có thể mình mở màn được không? Mình mở hàng đi, mình hát vài câu để tặng cho khán anh giả đi. Khán giả rất anh là trông chờ. Đó. Thôi Đăng Nguyên hát trước đi. Cái gì vậy? Em là con trai hát trước đi. Biết bao nhiêu con gái tự chọn con trai hát trước. Chị hát trước rồi tí nữa em hát nè. Thôi bây giờ mình làm cho công bằng đi nè, chứ kéo dài kiểu này mà tới mai cũng biết ai hát Quẩn Tù Xì đi. Quẩn Tù Xì là công bằng nhất rồi. Hai người gái Quẩn Tù Xì đi. Tay trắng tay đen ai thua là hát. Nhanh lên rồi, Quẩn Tù Xì nói là Lam Lý. Ok, 1, 2, 3. Chưa, ok, rồi. Ok, rồi. Lại. Không, ý nó là tay trắng tay đen đúng không? Tay trắng tay đen. Chứ bộ em đưa cái này ra. Không có kéo búa vào, tay trắng tay đen thôi. 1, 2, 3. Yeah.
thấy chưa? Đúng của mình đó. Là nó đúng rồi. Số phận nó định vậy rồi. Ủa sao mới là thắng vậy rồi anh ơi, định mệnh nó là vậy rồi. Đó, rồi. Thấy không? Tôi nói mà. Rồi bây giờ anh hát bài đi. Khán giả yêu cầu nãy đến giờ nhớ người yêu đó. Lại nhớ người yêu hả? Ờ, nãy giờ khán giả yêu cầu lại nhớ người yêu. Ok, rồi anh hát một khúc cái bài Lại Nhớ Người Yêu nha. Tại vì cái bài đó là đang được rất là nhiều khán giả lên YouTube của Thúy Nga để coi. Hình như là anh thấy cũng là 14 triệu rồi đó. 14 triệu là wow. Trời ơi. Ngưỡng mộ ghê vậy. Số phận rồi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đấy mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Dạ được rồi. Hay quá. Cho anh run anh hát không được đâu. 14 triệu view rồi mà hát thì có ngắn ngủn vậy là sao? Hả? 14 triệu chứ đâu phải 40 triệu đâu. Thiệt ngưỡng mộ thiệt ngưỡng luôn. Ngưỡng mộ. À, xí xí, ở đây có một chút sự ganh tị hơi không hề nhẹ. Cho chị hỏi là thí dụ như cái duyên kiếp của chị mà sau khi cái live streams này mà phát ra thì được phát hành rồi thì mà Thúy Nga có bỏ lên YouTube không? Có. À, đó là một cái điều mà chút xíu nữa Ngọc Hân sẽ bật mí. Đó là cái trích đoạn cải lương duyên kiếp. Bởi vì từ hôm bữa đến giờ trên trang Facebook của Trung tâm Thúy Nga, khán giả nghe khen nhiều quá. Ai cũng hỏi là không biết chừng nào mới xem được trích đoạn này. Thì một lát nữa cuối chương trình livestream này chúng tôi sẽ bật mí là khi nào Thúy Nga sẽ phát hành cái duyên kiếp này ở trên YouTube của Trung tâm Thúy Nga. Được không ạ? À? Được. Nếu mà phát hành thì ước gì ra chỉ cần 10 triệu thôi. Chị, ơi, chị nghe anh đang ảnh nói không? Đã 14 triệu mà còn nói 14 triệu chứ đâu phải 40 triệu đâu. 40 triệu là anh hát nguyên bài đó. Ờ, cái này được boy, cái này được boy rồi hai bà Trưng, cái này câu view nè. Cái này là đang câu view nè. Thôi bây giờ như vậy cũng không muốn hỏi anh là chị Phi Nhung hồi nãy ha, vừa bật mí, Phi Nhung và Lam Anh đều đã bật mí những tiết mục của mình trong Paris Man 123 rồi. Riêng anh, Paris Man 123, anh bật mí đôi điều về tiết mục của mình đi. Được. À, kỳ này thì Lan Nguyên sẽ hát chung với là một nữ ca sĩ rất là hot. Không những hot mà còn xinh đẹp nữa. À, và chẳng có ai xa lạ cái người mà kế bên Nam Yên đó. Đây không có không được nói ai nha. Kế bên nha. Nói hồi hộp nha. Đây nè. Thôi anh, Ngọc Anh mà Ngọc Anh mà hát chung với em là coi như là từ nay về sau anh sẽ không dám kết hợp với nữ ca sĩ nào nữa hết. Nhưng mà Lam Anh và Phi Nhung đều có hai tiết mục trong Paris Parade 123. Riêng anh thì có bao nhiêu tiết mục trong Paris Parade 123? Anh thì cũng có hai tiết mục, với lại có thêm một cái tiết mục đặc biệt nữa. Tiết mục thứ ba là Múa Lửa. Mình đổi đề tài đi. Lên Las Vegas là phải siết chứ. Kính thưa quý vị, anh nói đó nha. Cái này là tự anh nói từ nãy đến giờ là đúng chị rồi. Em mình không hề nói ai gì mà đi đúng coi không? Là thấy Đăng Nguyên sẽ siết ở trên Las Vegas đó. Không, thì bây giờ em thử đứng lên em làm một động tác siết như thế này. Thôi dẹp đi. Đó, bỏ đi nha, Phi Nhung. Đó, thì bây giờ nè, Đăng Nguyên đã nói như vậy. Thì quý vị càng phải đi xem Paris by Night 123 ngày mấy anh Đăng Nguyên? Ngày 15-16 em. Đó, ngày hôm đó anh nhất định sẽ múa lửa đúng không? Đúng rồi. Vegas ngày hôm đó nóng, đang nguyên múa lửa cho nóng hơn. Kính thưa quý vị, Paris by Night 123 với chủ đề ảo ảnh vào hai ngày 15 và 16 tháng 7 sắp tới đây in Las Vegas. Vé 78 Mỹ Kim sẽ mua 3 tặng 1. Quý vị ngài hãy liên lạc ngay với trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 hoặc là thuyngashop.com liên lạc mua vé sớm ngồi gần để xem đang nguyên múa lửa. Là sẽ hot như thế nào. Anh Đăng Nguyên anh hứa rồi, cái này không phải là chị em chúng tôi nói. Đăng Nguyên múa lửa còn Phi Nhung đốt lửa. Thôi bây giờ như vậy nè, anh Đăng anh hát rồi. Đúng bây rồi. Giờ tới Lam Anh và chị Phi Nhung. Lam Anh đi. Đúng không? Bây giờ thôi, em anh trước nha. Em đi. Em hát cái bài Chờ Thêm Một Đời được không? Hát vài câu cho bài hát đó. Dạ, bài mới đi. Coi như là mình hát mình vừa cho ta nghe rồi người ta sẽ tò mò ta coi cái video của mình luôn. Dạ. Dạ. Hát cái điệp khúc đi ha. Tạm biệt nhau lời sau cuối nơi này, trời cho duyên mình khi ấy vẫn đông đầy. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay. Phận mong manh tình trong vánh quá nhanh, về đi anh về nơi ta đã có nhau, để lỡ mai sau còn yêu.
cho thêm một đời. Wow. Lam Anh, nói thiệt nha, Ngọc Hân là con gái mà nghe Lam Anh hát xong cũng muốn yêu bả luôn, chứ đừng nói chị là feel sao hả? Feel rất là feel, và nó ngọt ngào và nó da diết kinh khủng. Cái bài này đúng là cái chủ đề duyên phận luôn đó chị, tại vì giống như phận mong manh, tình trong vánh quá nhanh, có nghĩa là có duyên mà không có phận. Chị Phi Nhung và anh Đăng Nguyên ngồi kế Lam Anh, có thấy mắt lông Lam Anh bắt đầu là long lanh ngấm nước long lanh quá gì có chị bị khóc rồi đó. Nghĩa là cái bài hát này nó cũng có cái đôi điều gì đó, nó cũng gắn kết với cuộc đời và cuộc sống thật sự của nữ ca sĩ xinh đẹp của chúng ta đây nè. Thôi chia sẻ luôn đi. Đó. Nói chung hôm qua là cũng là livestream về cái vấn đề này rồi, thôi đừng nói nữa. Okay. Bây giờ mình nói tóm lại một câu là mình đang có những chuyện không có được ưng ý lắm, và những chuyện không vui lắm ở trong cuộc sống tình cảm cá nhân, cho nên mình cũng không nên nói nhiều. Hả? Đúng không? Thế giờ thì cái cũng bình thường rồi. Ừ, vậy mà dạ. nói bình thường nhưng mà hát vài câu là chuẩn bị khóc rồi. Thôi bây giờ mình để cho Lam Anh bình tĩnh lại, đến với chị Phi Nhung đi. Nha. Chị Phi Nhung ơi, từ nãy đến giờ chị hát nhiều rồi. Em biết rồi, nhưng mà chính vì chị hát nhiều cho nên khán giả yêu cầu quá trời bài luôn. Nên bây giờ em không biết là bây giờ yêu cầu với chị bài hát nào nữa. Thôi bây giờ em để chị chọn đi nha. Nhiều bài, chị cũng không biết giờ hát bài gì đây. Bài gì mà bây giờ chị hát show được yêu cầu nhiều nhất á. Ừ. Được không? Chị thích một cái bài hát mà nó cũng nói về phận của người phụ nữ, nhưng mà từ xưa tới giờ chị đi chị thích bài này và khán giả cũng thích bài này, đó là bài Em Vẫn Hoài Yêu Anh. nghe cái tựa là thấy thích rồi đó. Bây giờ để nghe chị Phi Nhung hát. Có dính líu gì tới Lam Anh không? Nói vậy thôi. Không hiểu sao hiểu. Hát câu đầu đấy. Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây. Không trách là tại anh mang ước mơ xa vời nên tình mình nãy dơ dàng. Mà sợ sao ngắn quá vậy? Đúng rồi. Không, chị hát nhiều là chị sợ em khóc á. Không phải. Thiệt luôn đó. Thật sự nha, Ngọc Hân không hiểu là tại sao bà từ hôm trước tới giờ, từ nữ ca sĩ Như Quỳnh đến Lam Anh đến Phi Nhung, khi mà hát lên bất cứ câu hát nào thì người nào cũng rất là cảm xúc và nhìn người nào mắt cũng rưng rưng cả. Không hiểu là như thế nào, có lẽ là đây là những cảm xúc thật mà những ca sĩ mang tới, mà thật sự chỉ có những cái livestream như thế này thì quý vị mới thấy được. Tặng cho em cái câu này nè. Rồi. Xa quá rồi người ơi, ta cách hai phương trời, biết làm quên, tự nhiên mới nhớ xong rồi là tự nhiên chị bị quên. Chắc là thôi chị hợp cho em quá. Bây giờ câu đó như là nhưng mà chị sợ hát hết cái câu này em sẽ khóc. Sorry bị quên. Trong lúc hát nữa là em cũng khóc đó nha. Anh Nguyên anh mới hát Em Đi Xa Quá kìa. Đó, anh hát không ra chút xíu, không bắt anh hát nữa bây giờ. Thôi bây giờ là khán giả đang hỏi là Cubin. Đã hỏi là vé 78 Mỹ Kim. Cubi Dương cho em hỏi 78 Mỹ Kim là vé phía sau hay là mình được chọn ghế. Nếu như bây giờ quý vị khán giả gọi điện ngay cho trung tâm Thúy Nga thì hy vọng là mình gọi sớm thì mình sẽ có cơ hội chọn được những cái chỗ ngồi tốt hơn để mình ngồi mình xem sân khấu được gần hơn hoặc là rõ hơn. Nhưng mà thật sự thì cái rạp ở Planet Hollywood, một cái rạp rất là lớn, và Ngọc Hân để ý là cái chỗ ngồi nào mình cũng có những cái view rất là tốt để mà nhìn lên được cái hướng sân khấu. Tuy nhiên nếu quý vị muốn chọn ghế, mà những cái ghế nào mà để cho quý vị hài lòng nhất thì quý vị hãy gọi cho thật là sớm, thì mình đến sớm thì mình sẽ có quyền chọn ghế, những cái ghế mà hợp ý với quý vị. Gọi ngay cho trung tâm Thúy Nga 7148945811 hoặc là thuynga.shop.com, thuynga.shop.com. Khán giả từ nãy đến giờ nói nào, Nguyên Lê trích đoạn Duyên Kiếp vô cùng cảm xúc. Kim Trần, tuần sau sinh nhật anh Đan rồi, chúc anh Đan sinh nhật vui vẻ. Tuần sau sinh nhật anh Đan rồi. Đan Nguyên và Phi Nhung là hai ca sĩ mà em yêu thích nhất. Lam Anh hát hay quá, hát live mà hay tuyệt vời như vậy thì nghĩa là ca sĩ này đã đi xem Lam Anh hát live ở ngoài rồi. Vậy hả? Đó. Mà Ngọc Hân muốn hỏi Lam Anh nè. Chị Phi Nhung và anh Đan Nguyên có biết là cái trang phục của nữ ca sĩ Lam Anh trong bài hát Chờ Thêm Một Đời trên sân khấu trong Thúy Nga Paris 2022 là ai làm không?
ai làm? Anh Đăng Nguyên biết không? Làm sao anh biết được? Làm anh tự nói luôn đi. Làm anh tự làm hả? Làm anh tự làm hả? Làm anh nói đi, chia sẻ đi. Dạ em. Wow, wow, đẹp quá vậy. Mê cái hình nó dễ sợ luôn, cái áo đồng đẹp. Không biết là là anh cho đây đó. Trang phục của Lam Anh cho sân khấu của Paris 2022 duyên phận là do chính Lam Anh tự tay đi chọn vải đúng không? Xong sau đó may luôn đúng không? Đó, đây là một cái năng khiếu của nữ ca sĩ Lam Anh mà có lẽ là ít ai được biết đến lắm. Wow, Lam Anh chia sẻ đi, nghĩa là từ lúc hay nào là mình đã tự... em thiết kế cho chị đi. Được không chị? Được. Chị muốn chị cả áo dài cho chị hả? Ok. Áo dài thì em có thể may được. Wow, giỏi vậy. Dạ. Như vậy thì Lam Anh may được luôn áo dài hả? Ừ. Dạ. Như vậy thì cái ông không mới hỏi đó là từ khi nào mà Lam Anh bắt đầu là... Cách đây chừng 2 năm mà tự nhiên mình khám phá ra mình có cái khả năng này chứ. Trước đây thì không bao giờ nghĩ là mình may được đồ. Chắc là tại vì khi mà mình làm ca sĩ đó rồi suốt ngày mình cứ phải sửa quần áo rồi chặt chỗ này rộng chỗ này nới ra rồi mình cứ làm riết cái tự nhiên cái mình thành kia. Cái kỹ năng luôn mà mình không có biết là từ lúc nào. Xong rồi tự mua miếng vải về tự làm, giống như là giống như ông trời ông cho mình cái lúc đó mình mới thấy được cái khả năng của mình. Giống như là cái nghề này đó, nó qua cái nghề kia luôn. Trước khi Ngọc Hân hỏi Lam Anh câu kế tiếp, Ngọc Hân muốn hỏi chị Phi Nhung với anh Đăng Nguyên để hai người suy nghĩ nha. Chị Phi Nhung và anh Đăng Nguyên có người nào có cái tài lẻ mà từ xưa đến giờ khán giả ít người biết đến không? Đăng Nguyên đá banh hay lắm nè. Cái đó thì nhiều người biết đến rồi. Còn cái tài lẻ nào nữa không? Ví dụ như anh có nấu ăn được không? Hay là anh có làm được cái tài lẻ anh gì mà... Anh nấu được chứ. Anh nấu ăn giỏi lắm. Ngon. Giỏi nhất là mì gói. Đổi đề tài đi. Đổi qua chị Phi Nhung đi. Đổi qua chị Phi Nhung đi. Cái này có cái ca này làm nãy giờ ngồi kế bên nhức đầu á. Chị... ca nó bị nặng lắm. Không, nhờ Nhung thì chị thì từ nhỏ tới lớn thì... bắt đầu là chị đã học về thợ may là lúc 12 tuổi là đã wow, học rồi. Vậy hả? Đã may quần may áo cho hàng xóm cho các em. Em có giống chị. Là chị đi chưa, hồi đó là chưa khi trước khi mà trước khi đi hát là chị cũng may đồ cho bạn rồi này nọ. Rồi khi mà chị hát bắt đầu là chị cũng có may, chị cũng có may cho chị Như Quỳnh một cái áo mà hai chị em mà wow. Như là Như Quỳnh hát cái bài Giấc mơ cánh cò. Đó. Oh. Đó, đó là cái áo đó là Như Quỳnh đó chứ bộ. Cái áo đó là chị may cho chị áo Như dài Quỳnh hả chị? Đó. Sao mà nhưng mà chị Thủy á, là trong đầu của chị Thủy là nghĩ là sẽ giấc mơ cánh cò là sẽ hai đứa là sẽ mặc hai chiếc áo dài trắng thước tha biết không? Xong không ngờ Vi Nhung làm phá tan cái suy nghĩ của chị. Vi Nhung tự design, tự may, tự làm, tự thiết kế luôn. Xong chị Thủy nói chứ trời ơi, trong đầu của chị là nghĩ là hai đứa như là hai cái cánh cò trắng mà bay lả lướt này kia nọ. Tự nhiên hai đứa mặc giống như là hai cái khúc bánh tét vậy đó. Nhưng mà đẹp chứ bộ, khán giả khen mà. Nhưng mà hơi thắc mắc là cái cơ duyên làm sao mà lại quyết định là lại là chị Phi Nhung lại là người thiết kế và may quần áo cho chị và chị Như trong cái bài hát đó. Không, là tại vì cái bài hát đó là hồi xưa là chị cùng với lại Tường Khuê, Tường Nguyên là cùng ý tưởng rồi bắt đầu là Nhung nói là thôi cái lần đầu tiên hát chung với chị Như thì để Nhung tự làm có một cái gì đó kỷ niệm với Như Quỳnh cho nó vui biết không. Thế là đi qua bên nhà Tường Khuê, Tường Nguyên bắt đầu là coi như là thức ngày thức đêm như là may. Mà bây giờ mới tiết lộ ra nha, cái áo dài của Phi Nhung á, chỗ này nè nó có một cái miếng băng màu, cái bông màu đỏ băng ngang vậy nè, là lý do tại sao biết không? Tôi ủi bị cháy chỗ đó. Thế là gần lên diễn rồi bắt đầu chị mới không biết làm sao hết, chị mới đi ra ngoài tiệm vải á, mà lúc đó cái bài đó là quay bên Pháp, bắt đầu là phải đi tàu lửa và chạy xong bắt đầu mua cái miếng đó về xong cắt ra xong tự nhiếp vô rồi tự nó thành design kia. Tới giờ Thủy cũng không biết rồi, thật sự cũng chưa ai biết cái điều đó bây giờ nó mới nói ra. Chỉ có livestream quý vị mới biết được những cái điều này mà thôi, quý vị cứ từ từ cứ theo dõi livestream, cứ share thì đẹp nhiều. Mà còn áo Dung thì đó tự nhiên nó có băng ngang qua vậy nè, nó lạ chứ chị. Ngọc nhưng mà khán giả khen ra có đẹp nhiều bí mật nè. Đẹp, khán giả đây khen đẹp. Nhưng mà không biết là chị Vi Nhung còn có ý định là sẽ thiết kế áo dài hay là may tiếp những cái trang phục cho sân khấu cho những cú lần tới nữa hay không đây nè. Thôi tuần tới chắc để cho Lam Anh đi, Lam Anh làm cho chị đi. Dạ. Tại vì nói chung nếu là chị mình không cũng không có thời gian nhiều nữa, chị làm cũng nhiều việc lắm.
Đó, như vậy thì kính thưa quý vị, nếu mà được như là các ca sĩ của chúng tôi nói thì Paris by Night 123 nhất định quý vị phải tới xem. Thứ nhất, Đan Nguyên múa lửa. Thứ hai, Lâm Anh thay trang phục cho chị Phi Nhung mà. Đó, và ngày nãy thứ ba là Phi Nhung đốt đồ. Trời ơi, có duyên ghê vậy đó, tự nhiên Phi Nhung đốt đồ. Sao coi như mình đã nghe đi. Ủi đồ, mình coi như mình chưa nghe cái câu hỏi đó. Cái thời đó là, tại vì hồi đó mình cũng gấp rút, mình cũng không có biết không. Trong mà tự nhiên làm mà nó chỉ có một cái, hai cái duy nhất thôi. Thì mình cứ nghĩ trong đầu rồi nó sẽ đẹp. Mà bị Thủy la vậy đó, xong bắt đầu quýu, mình cũng không biết làm gì trong... để xem mà để ịnh vô một cái là nó ra ủi mà không ai biết luôn nha. Đó, nhờ vậy mà nó mới ra cái thiết kế mới á, đẹp vài cái nữa nha. Đúng, cũng ngây thơ chứ bộ. Đó, có những cái điều mà sau hậu trường mà quý vị sẽ không bao giờ biết nếu như không có những buổi livestream như thế này. Mai Xuân Du, cô Cẩm hay là cô Cầm, cô mua ủng hộ 10 vé cho Paris by Night 123. Cảm ơn cô rất là nhiều. Diễm Nguyễn luôn ủng hộ cho Paris by Night và nữ ca sĩ Phi Nhung. Bé Tuyết, hàng tử áo xanh của em ơi, anh hát đi. Đó, kêu hàng tử ơi hát đi. Anh chỉ lên đây là làm người mẫu thôi. Chú nè, Huy Huy nè, chú đang mà hát là lượt xem lên vù vù. Đó, bây giờ khán giả nói như vậy rồi. Vòng cổ đi, Lan và Điệp gì đi. Không, ở đây còn yêu cầu Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà nữa nè chị ơi. Nhưng mà bây giờ như là như là chị có nghe đã... chị có nghe đang hát Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà đó. Hình như chị nghe đây nữa nè. Tâm Nguyên idol ơi, tự tin lên, idol nói chuyện dễ thương lắm ạ. Đó, bây giờ nói chuyện dễ thương, hát còn dễ thương hơn á, hát một vài câu nữa đi. Sao Đăng Nguyên lên đây làm người mẫu mà cứ bắt Đăng Nguyên nói chuyện hoài vậy? Bây giờ anh không nói thì anh cũng phải hát chứ, đúng không? Bây giờ rất là nhiều lần tất cả ca sĩ ai cũng hát rồi, bây giờ Ngọc Hân hát. Ngọc Hân hát một cái là livestream mất sóng liền á. Em bây giờ là mình những em nói chuyện hay mà bây giờ anh yêu cầu em hát một tí để mà 4.900. Vậy là anh không có rằng về em lắm phải không? Em có cái giọng ca gọi là giọng ca tiễn khách á. Nghĩa là đó, cái giọng ca gọi là giọng ca tiễn khách, thành ra anh đừng có dụ em hát. Em hát là sẽ không ai dám cho em nói nữa. Đó. À. Thôi nói đi anh. Rồi bây giờ anh đừng có đánh trống lảng, khán giả đang yêu cầu anh hát rất là nhiều, anh đừng có đẩy qua em. Anh đừng có phụ lòng khán giả. Thiệt. Kỳ quá, cứ để cho con gái đứa mà năn nỉ hoài. Ô, bây giờ mình phải thay khán giả mà năn nỉ cho hoài. Nó lạ đi. Chứ bây giờ mình hát khúc về thì đâu có gì đâu hay. Bây giờ thực sự mình kiếm một bài gì đó, ba người mình xong ca, tam ca. Bây giờ nó mới vui. Hay là bài mất nhau rồi đi. Mất nhau rồi em thuộc. Em thuộc bài gì? Ai không, bây giờ mình ai khổ vì ai đi. Ai khổ vì ai đi, hát đi. Nói chưa? Rồi. Màn tam ca có 102 từ xưa đến giờ chỉ có livestream của Trung tâm Thúy Nga. Chưa có tập dượt gì hết. Quên lắm, quên lắm. Cứ hát, tại vì hát live thì nó cũng đâu có phải là mình giống như mình thâu băng lì đâu. Cái này là mình sống thực tế đi. Bây giờ sống thực tế đi. Giờ mượn Đăng Nguyên. Đăng Nguyên ơi, em muốn anh làm bồ của em hát được không anh Đăng? Em nghe làm bồ của em hết không? Anh cho em nhìn cái mặt của anh, nhìn cái bản mặt của anh để mà có ai mà kêu bồ mình cho em nhìn cái bản mặt của anh, cho em nhìn cái bản mặt của anh để em hát. chỉ có Phi Nhung nhà mình là dễ thương vậy thôi. Chỉ có Phi Nhung là thành thật thiệt là dễ thương vậy thôi. Cái bản mặt anh em hát tí. Coi như làm vậy cho mặt rồi cười. Thôi chị Nhung, bây giờ em nhìn mặt là sao? Bây giờ anh nghe rồi nè, em nói là anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đóng cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đó phù dung. Sớm nở tối tàn, xót xa riêng mình chưa thấm đành dở dàng. Em không thuộc lắm nha. Ngày xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình
yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sầu đau. Mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Trời ơi, thiệt là lãng mạn ghê. Nó không hấp quá. Sợ luôn. Tâm này thì đã cao. Nó dễ thương em. Nè, khán giả nói nè, Đan Nguyên công nhận hát nhạc buồn hay thật. Nghe hoài mà không thấy chán, giọng của anh thật là ấm. Đó, mà khán giả cũng khán giả cũng hỏi là anh ơi, bộ anh thất tình nhiều lắm hay sao? Sao anh hát toàn nhạc buồn không vậy? Hả? Thất tình dài nhiều chứ. Chị Phi Nhung với Lam Anh có tin là anh Đan Nguyên thất tình nhiều không? Thất tình nhiều lắm. Tối hồng nhan bạc phận. Thất tình nghĩa là hồng nhan bạc phận. Tối nào cũng thất để mà suy nghĩ về tình yêu hết. Tình thất nói. Nghĩa là mỗi ngày anh thất tình một cô, cho nên tối nào anh cũng thất tình hết trơn đó. Em lại gieo tiếng ác cho anh. Hả? À, Sơn Nguyễn Kim, mình mở mạng online nghe nhạc và chỉ mở Thúy Nga Paris cũng thiết bị ấy mà sao mình thấy âm thanh và hình ảnh tuyệt vời. Đó, à, kính thưa quý vị, nếu đã như vậy thì quý vị phải càng ủng hộ cho những sản phẩm chính gốc của Trung tâm Thúy Nga để giữ mãi được Trung tâm Thúy Nga, giữ mãi được Phi Nhung, Lam Anh và Đan Nguyên đứng trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. Một lần nữa xin quý vị ủng hộ cho YouTube channel chính thức của Trung tâm Thúy Nga là youtube.com/Thúy Nga, và sắp tới đây là ủng hộ cho chương trình Paris by Night số 123 ở Las Vegas vào 2 ngày 15 và 16 tây tháng 7. Liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 hoặc là thuyngashop.com. Khán giả đang thắc mắc là không biết là lần tới có đề nghị là chú Nguyễn Ngọc Ngạn viết một phần hài kịch để cho anh Đan Nguyên diễn chung với Chí Tài, Hoài Linh và chị Phi Nhung. Rồi anh hứa luôn, nếu mà chú Ngài mà có viết mà muốn Đăng Nguyên đóng thì Đăng Nguyên sẽ đóng luôn. Gamble luôn đó nha. Ghê luôn, đừng có hù nha. Anh sẽ đóng luôn. Thiệt không? Thiệt. Đóng hài kịch luôn. Chơi luôn. Từ xưa đến giờ anh có bao giờ nghĩ anh đóng hài kịch không? Anh chưa bao giờ đóng. Mà có sẽ đóng. Nếu mà quý khán thính giả mà thật sự là yêu cầu Đăng Nguyên, muốn Đăng Nguyên đóng thì Đăng Nguyên sẽ đóng cho quý vị. À, rồi, à, thưa quý vị, Đăng Nguyên đã hứa như vậy và nãy giờ livestream này chị Thủy đang coi đó. Ờ vậy hả? Đó, thành ra là đây, chị Thủy đang coi, chị Vi Nhung, Lam Anh, rồi tất cả mọi người làm chứng là nếu như mà Trung tâm yêu cầu Đăng Nguyên đóng hài kịch thì Đăng Nguyên sẽ không bao giờ từ chối. Mấy trăm ngàn khán giả đang coi, chị Thủy cũng đang coi, anh không có chối được đâu nha. Nam Nhi là nhất ngôn cửu đỉnh. Anh nói đó. Là anh làm à. Đó. Anh đâu bao giờ anh thất hứa đâu. Phải hy sinh. Mà đặc biệt là với những người mà con gái đẹp như vậy thì anh sẽ càng không thất hứa nữa. Rồi, anh hứa rồi đấy nha. Kính thưa quý vị, nãy giờ thì Ngọc Hân thấy có vài quý vị thắc mắc là tại sao mà vừa làm livestream, vừa nói chuyện với khán giả mà vừa cầm điện thoại để nhìn như thế này. Kính thưa quý vị, nếu như chúng tôi không nhìn điện thoại thì không có đọc được những cái comment của khán giả liên tục đang online trên livestream Facebook để mà trò chuyện với quý vị. Đúng nên rồi. Quý vị thông cảm, không phải là chúng tôi là không tập trung, mà tại vì chính vì quá tập trung cho nên mới phải nhìn màn hình điện thoại như thế này để mà có dịp trò chuyện với quý vị. Không biết là chị Phi Nhung, Lam Anh và Đan Nguyên có thể giúp Ngọc Hân đọc vài cái comment của khán giả ở trên livestream được không nè? Nè chị đọc nãy giờ nè. Rồi. Đọc quá trời luôn. Nè chị đọc tên của khán giả luôn đi chị, để cho khán giả có thể biết là mình đang đọc comment của khán giả. À, không có cái câu này hay nè, Hải Lê nói là anh Đan Nguyên ơi nấu mì cũng không có dễ đâu nha. Nấu mì gói. Để nấu mì gói. Nấu mì gói không có dễ đâu nha. Dễ đâu. Anh nấu được bao nhiêu món mì gói? Phải nói là rất là nhiều. À, mì gói mà cũng nhiều món đó. Nhiều món. Vũ nạc khô nước. Đó. Mì gói khô hả? Nước rồi mì khô, mì nước rồi mì xào hả? Đó, mì xào, mì tùm lum hết. Vũ Trần Nam Thảo, Lụa Thái Tuấn, mau mau hốt Lam Anh về đi kìa. Chúc mừng em trước nha. À, kính thưa quý vị, Lụa Thái Tuấn là đã một thời gian rất là lâu là Diamond Sponsors của Trung tâm Thúy Nga, và tất cả những cái vải và hốc của các ca sĩ, trang phục của ca sĩ trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga đa phần là đến từ Lụa Thái Tuấn. Và ngày hôm nay khi mà khán giả biết được cái tài lẻ của nữ ca sĩ Lam Anh thì đã đề nghị là Lụa Thái Tuấn mau mau hốt Lam Anh về đi kìa. Em không dám đâu. À, còn anh Đan Nguyên hả? Hình như là có ai khán giả nào đó. Idol ơi, anh nhận lời mời kết bạn của em nha.
Ok, nếu mà anh nhớ thì anh sẽ về, anh sẽ add em vô. Rồi gì đây? Anh phải đọc tên của cái người đó luôn. Phạm Lê Chí Cường. Làm anh hát thêm bolero đi chị. Trời ơi, thiệt không vậy? Đó, và khán giả là Lê Công Thanh Nguyễn là Lam Anh giỏi quá. Canh Nguyễn, cô Lam Anh giỏi nhiều thế, nói, biết cả may áo luôn. Rất là nhiều comment, Lam Anh đọc một vài cái nè, để cho khán giả thấy vui. Thấy Lam Anh hát song ca với Đan Nguyên hợp ghê. Có không? Đây nè, Lâm Mạnh Bé thấy Lam Anh song ca với Đan Nguyên hợp ghê nha. Vậy được không ta? Mày muốn hát chung được không ta? Được. Thật sự thì cái lần đầu tiên mà Lam Anh, hồi đó Lam Anh kết hợp với anh Quang Lê đó, trong cái nhạc phẩm dòng nhạc Bolero, thật sự không ai ngờ tới. Nhưng mà đó là một sự kết hợp rất là thành công. Còn như là rất là gọi là liều á. Cái đó là đánh quả liều luôn. Không biết trong thời gian sắp tới có định là liều thêm một vài lần nữa không? Liều đi. Tùy duyên nghe chị. Không, em hát là bolero hay lắm luôn á. Em hát, em không nghĩ là em hát bolero là hay là cái gì đâu. Nhưng mà em thì em cũng rất là yêu thích dòng nhạc bolero. Không, nói chung là không phải bài nào em cũng hát được. Bài nào em thích thì em mới hát thôi, chứ không giống như anh chị là chuyên dòng nhạc này. Dạ. Nhưng mà đi show hay nghe Đan Nguyên hát lắm. Nhưng mà cái tại vì cái giọng của Lâm Anh nó đầy, nghe nó hay. Phùng Thị Thúy Vân, Phi Nhung, mẹ nấu ăn ngon, hát hay, múa đẹp và may giỏi nữa. Trời ơi, con đàn gà con của Phi Nhung cái hai gì? Người này cái tay làm Nhung gì vậy? Hai người này cái tay làm gì đấy? Đang livestream nghe. Đang livestream nghe. Fan ruột của Đan Nguyên đó. Dạ hả? Wow, cảm ơn mẹ của Lâm Anh. Chừng nào qua hát tặng cho mẹ vài bài. Lúc nào cũng là nhắc tới Đan Nguyên hết. Đan Nguyên là coi như là năm một ấy, fan ruột của Đan Nguyên luôn, sorry. Hồi nãy nắm tay nhau xong rồi nói sao rớt nắm luôn tay cái điện thoại luôn à. Là ngày nắm đó tay thấy không? Tay luôn à. Chị Nhung ơi, hình như mình ngồi đây mình hơi thừa phải không? Đúng rồi, hay là mình đi qua à, một góc nào đó đi để cho hai người này ngồi ở đây để tâm sự đi, để cho bây giờ livestream cho bao nhiêu mấy trăm ngàn khán giả biết chứ có bao nhiêu đâu. Đúng không? Gì vậy trời? Tự nhiên hai người mất cỡ lên sao? Nắm tay là tình thương bất thường thôi. Đó, đó. Đó. Bây giờ như vậy, anh Đan Nguyên, hồi nãy Ngọc muốn hỏi một câu như thế này. Em hỏi 10 câu anh cũng trả lời em mà. Khán giả nghe không? Ngồi đây làm người mẫu thôi hả? Khán giả nghe không? Đó. Nãy giờ nãy nói ngồi đây làm người mẫu hả? Nhưng mà lên đây Ngọc Hân muốn hỏi Đan Nguyên, thì Đan Nguyên phải trả lời chứ đúng không? Bây giờ khán giả muốn Ngọc Hân hỏi anh Đan Nguyên câu gì cứ comment cho Ngọc Hân hỏi hết và anh Đan Nguyên sẽ trả lời hết. Đó sao? Bây giờ trước tiên là đây là lần thứ mấy mà anh trở lại với sân khấu Las Vegas rồi? Đây là lần, nếu mà nói về Thu Hình thì đây là lần thứ nhất. Và anh cảm thấy rất là hào hứng, cảm thấy rất rất là con người nó cảm thấy khó tả lắm. Nó rất là muốn lên để mà diễn trên Las Vegas một lần. Để và không những lên đó được diễn mà còn được ăn những món ăn rất là ngon. Đan Nguyên rất là mê đồ ăn của Las Vegas. Và nói chung là những cái chef mà Đan Nguyên nghĩ là the best in the world thì họ về đó. Rồi. Như vậy là bản thân anh rất là náo nức để mà được đến với Paris Banana số 123. Nãy đúng giờ rồi. Nghe hình như là anh Đan Nguyên là có một người rất là có tâm hồn ăn uống thì phải. Nãy giờ cứ nhắc tới đồ ăn ngoài anh đúng không? Anh rất là mê đồ ăn. Cho nên là nếu như cho nên quý vị mà đến với Las Vegas thì chắc chắn là nếu mà đi ăn những cái nhà hàng có restaurant chung quanh luôn. Đó thì có rất là most likely là sẽ gặp được nam ca sĩ Đan Nguyên. Bây giờ không, cái này là bây giờ livestream cho nên mình bắt buộc phải nói câu này là bơn với anh kỹ thuật cho cái chữ lớn dùng Ngọc Hân cái em nhìn em không ta đọc được chữ nào hết trơn á trời. Dạ rồi, bây giờ kính thưa quý vị, như hồi nãy là chia sẻ với quý vị thì chị Phi Nhung chỉ có hỏi là duyên kiếp. Đúng rồi, trích đoạn cải lương duyên kiếp không biết bao giờ sẽ được Trung tâm Thúy Nga phát hành ở trên channel YouTube. Kính thưa quý vị, ngay sau cái livestream này, ngay sau livestream này, Trung tâm Thúy Nga sẽ phát hành trích đoạn cải lương duyên kiếp trên trang YouTube chính thức của Trung tâm Thúy Nga. Ooh, đó chính là youtube.com/thúy nga, nghĩa là sau cuối cái livestream này quý vị sẽ được xem ngay cái trích đoạn đó. Như chị vậy thì bây giờ chị là mừng nhất là tại vì được fan của Phi Nhung giống như ở xa mà nhớ lại các em cũng giống như là còn nhỏ chưa có đủ tiền để mua được cái cuốn DVD của Thúy Nga, tại vì ở bên Mỹ mà các bé trong Việt Nam nên mà được Thúy Nga phát hành trên YouTube thì là Phi Nhung mừng vô cùng là được fan của Phi Nhung, các gà con của mẹ Nhung được coi cái duyên kiếp của mẹ Nhung đóng.
Và Phi Nhung cũng mong rằng là quý khán thính giả khắp nơi sẽ ủng hộ cái duyên kiếp, cái trích đoạn của Phi Nhung. Tại vì Phi Nhung bỏ hết cái tâm huyết của mình ra để mà làm thành một cái tác phẩm tròn, đẹp để cho khán giả, như là khán giả ở bên hải ngoại xem. Không có thất vọng về Phi Nhung. Tại vì lâu lắm mình mới đi. Mình đi rồi mình trở lại Thúy Nga, mình cũng phải có một cái gì đó cho nó đi vào lòng người khán giả. Và Phi Nhung cũng mong muốn rằng là nếu mà quý vị coi cái duyên kiếp, cái trích đoạn đó mà thích, thì quý vị có thể yêu cầu Trung tâm Thúy Nga, và Phi Nhung sẽ hết mình và bỏ cái thời gian của Phi Nhung ra để mà Phi Nhung sẽ làm một cái tuần duyên kiếp ngay tại ở Cali của mình, để cống hiến cho tất cả quý khán thính giả cũng như các bác, các chú, các chị mà yêu mến cái bộ môn cải lương, thì Phi Nhung sẽ làm thực hiện trọn vẹn một cái tuần cải lương duyên kiếp. Cái duyên kiếp, tại vì cái duyên kiếp cái tuần này rất là hay, mà ca sĩ nào thì cũng mỗi người đóng có mỗi cái vẻ khác nhau, cũng là mỗi cái duyên khác nhau, nhưng mà với Phi Nhung thì Phi Nhung sẽ đóng một cái, sẽ đóng theo cái lối của mình, khả năng của mình, Phi Nhung sẽ cố gắng hết sức. Chị Phi Nhung, Ngọc Hân rất là thắc mắc là bởi vì cái duyên kiếp như chị nói là một trong những cái tuần cải lương đó, đã tạo một cái dấu ấn sâu đậm ở trong lòng khán giả rồi, và có rất nhiều cái thế hệ các nghệ sĩ đã mà diễn lại cái tuần này, và diễn ở trên sân khấu Thúy Nga là một cái chương trình mà cái thời lượng, thời gian chương trình nó rất là hạn hẹp. Thì như vậy khi mà thực hiện cái trích đoạn cải lương trên sân khấu như thế này thì chị có bao giờ nghĩ tới là sẽ thành công đến như vậy hay không? Thật sự lúc mà chị Thủy đưa cái trích đoạn cái cải lương chuyên kiếp cho Phi Nhung á, thì thật sự ra là lúc mà chị ở Việt Nam là chị cũng đã xem nhiều nghệ sĩ giống như chị Thoại Mỹ rồi diễn, thì chị rất là ấn tượng và chị rất là khâm phục chị Thoại Mỹ, và cũng như là các em thí sinh mà chị đã chấm thi thì các em cũng diễn. Thì chị nghĩ là chị cũng không có làm được, tại vì cũng chưa bao giờ mình đóng những cái vai mà hung dữ hay là như thế nào, giống như là không phải là mình, thì mình không có nghĩ. Xong rồi khi mà đùng một cái chị Thủy đưa một cái kịch bản mình đã coi qua rồi, mình không nghĩ là mình đóng, thì không phải là cái tip của mình, nên mình không có nghĩ. Khi mà chị Thủy đưa, tự nhiên giật mình với suy nghĩ, mà thường thường là Thủy đưa cái gì ra là Phi Nhung trả lời liền là dạ em làm, nhưng mà cái này là chị ơi, chị phải cho em một tuần, em phải suy nghĩ, là tại vì ai cũng đóng quá hay, mỗi người có mỗi cái vai này, đó là mỗi người ta đóng là nó giống như đi sâu vào lòng người mà của mỗi ca sĩ, mỗi nghệ sĩ. Thì mình là trong bên ca nhạc thì cũng lâu lâu Phi Nhung mới làm một cái tuần cải lương, mà mình đắc tâm lắm thì mình mới làm thôi, chứ thật sự ra làm là phải một cái là mình không có chuyên môn về môn cải lương, nên khi mình làm, người ta thì làm có thể một tháng một tuần, nhưng mà chị có thể một năm chị mới làm được một tuần. Nên khi mà chị làm, chị chọn một cái vai gì đó là chị suy nghĩ kỹ lắm, nên chị suy nghĩ đúng một tuần. Chị coi và chị phải nhờ cái người mà đã viết cái kịch bản đó là anh Hoàng Song Việt và cũng là thầy Ngọc Giàu, Trần Ngọc Giàu, và đứng ra bảo lãnh thì Nhung mới dám. Lúc đó là nói là ok, thầy nghĩ là em sẽ diễn được, và anh Hoàng Song Việt nói là anh sẽ hy vọng là em sẽ làm được. Tự nhiên có những cái động lực như vậy, rồi cộng thêm chị Thanh Hằng, rồi cộng thêm anh Hoài Linh nói vào nữa, thì lúc đó bắt đầu mình mới nghĩ là rồi, thì giống như là một cái game show, một thắng một thua thôi, kệ nó, cố gắng làm cho tròn bổn phận. Thì mình biết là cái thời lượng của Thúy Nga nó sẽ không có, mà khi mà mình làm thì dĩ nhiên là khán giả của tất cả các người nghệ sĩ khác thì người ta sẽ đem ra so đo với mình. Nhưng mà trong Thúy Nga thì cái thời lượng của nó khó, thì mình phải cố gắng, chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Chỉ cố gắng hết sức mình và mình làm sao cho cái vừa lòng mình, chứ mình không thể nào mà làm cho vừa lòng hết tất cả những người khác được. Và với khả năng mình đem mình so với người này người kia thì không được. Nên quyết định ok, nếu mà khán giả chê thì coi như sẽ không diễn nữa, mà khán giả khen thì bắt đầu mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm những cái tuần cải lương liên tiếp, không sẽ phụ lòng khán giả được. Chị không có ngờ bữa đó, chị nghĩ chị cũng không phải là chị nữa, thầy Trần Ngọc Giàu đã gom lại để cho cái sự đựng đúng của Thúy Nga. Và khi mà chị diễn, chị không nghĩ là chị là Phi Nhung mà đẹp hay là đứng là thùy mị trên sân khấu hay là cái gì nữa, mà như là một giống như là vừa giống như là vừa bị đánh mà vừa bị khùng bị điên. Mình có những cái nét mặt lúc cười lúc
vui lúc dữ, dữ về ánh mắt. Và mình sẽ làm những cái điều đó thì khán giả sẽ thấy mình là trời ơi sao Phi Nhung dữ quá, ánh mắt Phi Nhung dữ, hay là cái cách Phi Nhung diễn tại sao dữ quá như vậy, là xô Hương Thủy. Là những cái điều đó mình phải bỏ qua hết những cái đẹp của mình đi mà mình mới nhập vai được cái điều đó. Nên khi mà chị diễn xong rồi bắt đầu chị mới rung, bắt đầu chị khóc. Là chị nghĩ là mình thương những người nghệ sĩ cải lương rất là nhiều, người ta sống chết rất là nhiều, mà khi mình đã làm một cái trích đoạn bấy nhiêu đó thôi mà mình đổ mồ hôi nước mắt của mình không biết bao nhiêu công sức của mình vô một cái trích đoạn nhỏ thôi mà mình làm như vậy, là mình cảm giác như là mình thương tổ nghiệp, mà mình thương trung tâm thứ nghe, mà nói chung là rất thương khán giả ở Cali rất là nhiều, tại vì người ta ngồi coi từ đầu tới cuối chưa thấy một cái cải lương nào trích đoạn mà người ta ngồi người ta coi, khán giả ngồi coi từ đầu tới cuối như vậy. Khi diễn xong rồi chị mới hoàn hồn trở lại là mình biết trời ơi, mình giống như mình leo lưng cọp vậy đó. Mà lúc đó chị Thanh Hằng chị cũng nghĩ là, chị cũng không nghĩ là khi tập chị không có nghĩ là em sẽ được như vậy. Chị cũng rất là hồi hộp, chị đi hát mấy chục năm trong nghề mà khi chị diễn với em chị rất là lo và chị hồi hộp lắm Phi Nhung. Chị không biết là em sẽ đi tới đâu, nhưng mà khi bắt đầu tự nhiên có khán giả và mình, chị Hằng chị nói là chị không tưởng tượng ra là em, mà khi bước vô hai chị em ôm mặt giống như là khóc quá. Chị khóc thì không đành, nhưng mà chị Thanh Hằng khóc là khóc vì một cái đứa em mà nó không phải là trong nghề mà nó làm như vậy. Chị mừng á, chị mừng chứ khóc. Ngọc Hân còn nhớ hôm đó Ngọc Hân interview chị, phỏng vấn chị ngay sau phần trình diễn của chị đó. Chị bị té và cái đầu gối máu không, và Ngọc Hân đụng vào cái tay của chị ấy, cái tay chị nó run vậy nè. Nó run tay chân lạnh ngắt mà nó run cái tay như vậy nè. Và chị nói không có ra hơi nữa. Mà không hiểu sao lúc trên sân khấu gào thét, và vừa gào thét mà vừa hát được như vậy. Nghĩa là chị, cái từ bình dân nó gọi là móc hết ruột gan ra để mà để lên sân khấu. Và trong những cái giây phút đó chị lớn ra chỉ là mở cả mở hai thôi, chứ không phải đúng là Phi Nhung nữa. Đúng rồi. Khi mà giờ chị coi lại là đến nỗi mà chị nói mà chị cũng muốn khóc. Mà chị giờ chị coi lại cái những cái trình tiết đó là chị không có cầm được nước mắt, chị không có nghĩ là chị luôn á. Nó giống như nó xúc động lắm kìa, coi mà nó cứ trào trào cái nước mắt ra. Giống như cái lúc mà chị Thanh Hằng kéo cái đầu mình từ trong, mà những cái lúc mà thầy tập cho chị đó, chị không có những cái cử chỉ đó đâu, mà tự nhiên lên sân khấu là chui với bàn hay là tất cả những cái gì là tự động mình tự nhiên. Có khán giả nhiều cái mình nhập vai tự nhiên mình nó sáng ra, không biết ai dẫn đường chỉ lối chung với bàn mà chị Hằng chỉ kéo, mà tóc nó đâu mà lúc đó trên sân khấu, tại vì hát live nó cái âm thanh nó khô lắm, khô vô cùng luôn, mà chị cố gắng chị lên câu vòng cổ để hát chung với Hương Thủy, và bắt đầu chị nói chuyện và chị lúc mà bực tức với Hương Thủy như thế nào, coi như là những cái cao trào đó nó giống như là một người phụ nữ mà mình đè nén mà bị một người mẹ mà hiếp đáp mình, mà mình sống với một cái người chồng vừa khùng vừa điên, mà thực sự ra bà coi giống như là một cái người mẹ coi con mình giống như là ông trời vậy đó, mà mình hy sinh rất là nhiều mà cũng bị chửi, mà mình bị đè nén. Nói chung là một người phụ nữ bị tức nước vỡ bờ. Mà khi mà cái cảnh mà đốt nhà, chị không nghĩ là chị quăng cái đèn vô trong cái bàn thờ. Khi tập đó là chị quăng, không biết chị quăng mà trúng tầm bậy tầm bạ ở đâu ra, mà bữa ngay cái diễn đó là chị quăng một cái đùng một cái là ngay cái bàn thờ luôn á. Hello. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung từ nãy đến giờ chia sẻ về cái trích đoạn Duyên Kiếp, mà Ngọc Hân thấy là chỉ có chia sẻ về trích đoạn này thôi mà cái cảm xúc của chị nó lên tới cao trào đến mức đó rồi. Thành ra quý vị phải xem cái trích đoạn này thì mới biết là Phi Nhung xuất thần đến như thế nào. Và Ngọc Hân hy vọng nếu quý vị thương Phi Nhung và thương các anh chị em ca nghệ sĩ trong cái phần trích đoạn này, và thương Trung tâm Thúy Nga đã dàn dựng được một tiết mục như thế ở trong một cái chương trình mà với một cái thời lượng rất là hạn hẹp và vẫn làm được cái điều này, thì xin quý vị hãy subscribe cái YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga. Thứ nhất là youtube.com/Thúy Nga, và thứ hai là share và view những cái video này, thì xin quý vị hãy share và view những video chính gốc từ Trung tâm Thúy Nga để mà chúng ta còn có thêm những sản phẩm chất lượng như vậy nữa để mà gửi đến quý vị. Chị Phi Nhung chỉ vừa chia sẻ Duyên Kiếp rồi, bây giờ Ngọc Hân muốn hỏi Lam Anh về lại trở lại với cái music video Chờ Thêm Một Đời nha. Ngọc Hân nghe nói là để thực hiện được cái music video này thì Lam Anh cũng phải lăn lộn, lăn thấp cực khổ lắm, đúng không? Quay xong là bệnh luôn hai lần luôn. Một lần là quay ở Việt Nam là thời tiết quá nóng, quay từ 10 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau mới xong. Quay trong cái nhà cổ ở bên ở Biên Hòa, thì qua bên Mỹ lại làm thêm một ngày nữa là vô trong rừng quay.
thì mới là ghép lại hai cảnh, mới edit lại thành một cái video. Và Ngọc Hân thấy là khi mà Lam Anh chia sẻ là về Việt Nam và phải trải qua một điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế, không rồi có máy lạnh mà rất là khắc nghiệt, mà Ngọc Hân có xem nóng. Một cái vài những hình ảnh behind the scenes đó, là từ Lam Anh cho tới tất cả các anh chị em sau hậu trường ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đúng rồi chị. 10 giờ sáng đến 3 giờ sáng phải không? 10 giờ sáng đến 3 giờ sáng, mà khi mà mình quay như vậy thì mình mới thấy là thật sự ra làm diễn viên rất là cực. Quay rất là cực, mà thật sự làm ca sĩ thì sướng hơn chút xíu. Tuy là lên sân khấu cũng có cái sự hồi hộp rồi cũng có những cái cảm xúc này nọ, nhưng mà làm diễn viên thì cực hơn nhiều, rất là nhiều so với ca sĩ. Nhưng mà hoàn thành xong cái music video này rồi thì cảm thấy mãn nguyện lắm. Cảm thấy rất là hạnh phúc, mãn nguyện là đã hoàn thành cái công việc và cái gọi là nhiệm vụ mà ban giám đốc đã đề ra, là quay cái MV này để không nhằm mục đích gì hơn là mang tới sản phẩm hay nhất, tốt nhất để gửi đến tất cả những người hâm mộ Thúy Nga bấy lâu nay. Và cũng rất là mong quý vị hãy nghe, xem và share và subscribe thật nhiều cho YouTube của Thúy Nga và cho cái video này nói riêng. Nói thì nghe đơn giản như thế, nhưng thực sự đối với một cái thị trường như hiện nay mà Trung Tâm Thúy Nga và Lam Anh dám thực hiện thêm một cái music video, một version cho một cái bài hát đã có trên sân khấu, đã thu hình rồi, thì đó không phải một quyết định dễ dàng đâu Lam Anh hả? Cái đó là tấm lòng của Lam Anh và Trung Tâm Thúy Nga dành cho khán giả, đúng không? Bỏ biết bao nhiêu công sức, tâm huyết và cả tiền bạc rồi đủ thứ hết mới ra được một bài có 3 phút thôi để cho quý vị xem. Như vậy thì thật sự Lam Anh hy vọng và mong chờ cái điều gì từ cái music video này? Em chỉ mong chờ một điều là quý vị sẽ thích cái video này và thích bài hát này. Thích thật nhiều và share thật nhiều vậy thôi. Đó. Và các quý vị cũng phải hát bài hát này nữa mới hết. Dạ. Hồi nãy giờ thì Phi Nhung với Lam Anh chia sẻ rất là nhiều về thực sự lên sân khấu, có những giây phút long lanh, những giây phút tỏa sáng, mà có những cái điều cực khổ đằng sau hậu trường mà khán giả chưa chắc biết được, mà chưa chắc thấy được. Đối với nữ ca sĩ thì đã như vậy rồi, nhưng mà đối với nam ca sĩ thì Ngọc Hân thắc mắc là không biết là có những giây phút nào mà đằng sau hậu trường mà để chuẩn bị cho một bài hát mà có những cái kỷ niệm gì, hoặc là một cái trục trặc gì đó ngay trước khi lên sân khấu mà mình gặp một cái trục trặc gì đó, hoặc là về trang phục hoặc là về bài hát như thế nào, mà anh có gặp những cái khó khăn nào đối với bất kỳ bài hát nào từ xưa giờ anh chưa? Đôi lúc cái áo mình nó bị sút cái nút nhưng mà không biết làm như thế nào. Thì đôi lúc anh thì anh để vậy luôn, anh không có cột nó lại, chỉ để vậy. Cố tình khoe. Cái gì mà cố tình khoe? Không biết là sút nút rồi accident hay là cố tình sút nút. Và cũng đôi lúc mình phải diễn xuất như thế nào để cho mình làm cho nó là hơn những cái tiết mục trước mình đã diễn với những ca sĩ khác. Thì đó là những cái kỷ niệm mà Đông Nguyên cảm thấy là rất là đáng nhớ. Và những cái đặc biệt là khi mà mỗi lần mà hát với một ca sĩ này thì mình bắt buộc mình phải đi may đồ hoặc là mua đồ cho nó mới, đừng có giống như là những trùng cái đúng rồi. Giống như những cái tiết mục trước quá. Thì đó là, mà thật sự mà nói thì đi kiếm đồ rất là khó, Ngọc Hân, không phải là dễ. Đôi lúc mình, nếu mà mình mặc một cái bộ đồ vest đen không á, thì cái đó là dễ rồi. Nhưng mà em mặc một lần thôi chứ em đâu có mặc lần thứ hai được. Nên vì đàn ông thì nói nó dễ nhưng mà thật sự không có dễ. Em phải thay đổi rất là nhiều đồ. Nhưng mà thật sự tại vì anh là một cái người có số lượng fan rất là nhiều và tất cả các tiết mục của anh đều được mong đợi. Nhưng mà Ngọc Hân không biết là đối với anh đó là một cái, thực sự là một cái lợi thế, nhưng mà nó cũng tạo một cái áp lực nhất định, đúng không? Mỗi lần xuất hiện mình phải có áp lực là mình phải làm sao để mà đáp lại cái tấm lòng yêu thương đó và làm một cái gì mới lạ. Như vậy thì mỗi lần chọn bài hát đối với anh sau này nó có khó khăn hơn không? Câu hỏi của em rất là hay. Thực sự mà nói đó là một cái niềm hạnh phúc nhất với là một người nghệ sĩ. Khi mà mình có một cái số lượng fan ổn định thì mình phải cố gắng hết mình để mình làm sao mình duy trì, để mình không có làm thất vọng những cái lòng yêu thương mà khán giả đã dành cho mình. Thì bằng cách là mình phải cố gắng tập bài vở cho kỹ, áo quần, không những lên mình, Ngọc Hân cũng đã biết rồi, Đăng Nguyên thì ăn nói không có được lưu loát, không có hay, bởi vì mỗi lần mà lên sân khấu là Đăng Nguyên bị nervous, bị ngại đó, nói gì không biết nói gì cả. Nhưng mà Đăng Nguyên biết rằng là
Đông Nguyên sẽ làm hết sức để mà đáp lại những lòng yêu thương của khán giả đã dành cho mình. Và mình cố gắng mình làm những cái gì để cho không có làm cho khán giả của mình buồn. Rồi, như vậy kính thưa quý vị, từ nãy đến giờ thì có vẻ là các ca sĩ của chúng ta đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều điều. Thứ nhất là về Paris by Night 122 với chủ đề duyên phận đã được Trung tâm Thúy Nga phát hành khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và thứ hai là chương trình Paris by Night 123 in Las Vegas với chủ đề ảo ảnh sắp tới đây vào ngày 15 và 16 tháng 7. Một lần nữa chúng tôi rất hy vọng sẽ gặp tất cả quý vị trong Paris by Night số 123. Liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 7148945811 hoặc là thuyngashop.com. và đang có cái promotion, đó chính là vé hạng 78 Mỹ Kim, quý vị mua 3 thì sẽ được tặng một vé, mua 3 sẽ được tặng một vé, mua sớm gọi điện thoại Trung tâm Thúy Nga sớm thì sẽ chọn được những chỗ ngồi tốt. Có lẽ đến bây giờ thì mình phải chia tay với khán giả rồi, để mà lần sau hẹn gặp lại tất cả quý vị. Nhưng mà có lẽ là trước khi mình chia tay với khán giả, mình phải có món quà tặng cho khán giả đi chứ, đúng không? Anh đừng nhìn em không có hát đâu. Bây giờ chỉ có chị Phi Nhung, Lâm Anh và anh Đăng Nguyên. Bây giờ mình phải hát vài câu trước khi mình chia tay với khán giả, để cảm ơn khán giả đã xem cái livestream này. Chẳng lẽ giờ mình tam ca nữa em? Hả? Đang hát đi. Cái gì mà chuyển qua em hoài vậy? Chị hát bây đi. Bây giờ là một là tam ca nữa, hai là mỗi người một câu. Mỗi người một câu. Chắc mỗi người một câu đi. Trong một bài hay là ba bài? Ba nhau cũng được. Hay là chị hát một câu giọng cổ con gái của mẹ đi. Đúng rồi, quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Đúng rồi, chị Nhung hát giọng cổ. Lam Anh muốn hát bài nào? Rồi để em suy nghĩ chị hát trước đi. Rồi, Đăng Nguyên hát bài gì? Không, em nghe được rồi. Gì kỳ vậy? Em thích nghe lắm. Trong giây phút này là quan trọng nhất là em nghe. Thôi, em chị hát rồi, em phải hát cái gì mới được chứ. Anh Đăng Nguyên em hát cái bài gì nãy giờ em hát nhiều chị Ly đó. Dạ. Thôi chị hát bài con gái của mẹ mà chị hát cô với cô Phượng Liên trong cái thứ nhà. Chị không nhớ lâu lắm, chị không nhớ là mấy. 56, dạ đúng rồi, 56. Thúy Nga 56. Tại Toronto, dạ. Yeah. Yeah. Bắt đầu hát nha. Bắt đầu hát đi chứ. Chị đâu có giống em đâu. Ở ngoài thì giỡn dữ lắm, lên đây là sợ. Có đâu sợ. Ok, giờ hát nha. Mẹ ơi, phận gái 12 bến nước biết bến nào, trong biết sông nào đục. Biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cứu mang quãng đường, chưa một ngày đền ta nghĩa ân. Mai mốt đây về làm dấu thiên hạ, là cả một đời trao trọn cho người ta. Để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước. Hát thêm một khúc này nữa. Chị có hát đi chị, thoải mái. Hát thêm đi chị. Má ơi đừng gá con gần, con về xúc gạo nhiều lần má là. Wow. Hát hay quá, hát nữa đó chị. Ơi, theo như em hát đi. Cứ cái câu này lần đầu tiên mới nghe đó. Thường nói là má ơi đừng gả con xa mà. Dạ, thì cái câu mà chị hát đó chơi giúp cô Phượng Liên là dạ. Má ơi đừng gá con xa, chim kêu dưỡng biết nhà má đâu. Mà bây giờ mình đổi lại là má ơi đừng gả con gần, con về xúc gạo nhiều lần má la. Lạ quá, câu này hay quá. Đúng chứ bộ. Bây giờ chị Nhung chỉ hát kiểu này chắc thôi khán giả không cho ngưng livestream, bắt hát tới ngày mai luôn đó. Thôi bây giờ mình đang hát đi. Đủ rồi, hát cái gì không, nữa. Để Lam Anh hát xong mà đúng anh Đan Nguyên phải hát. Thôi, em cũng có thuộc câu dòng cổ mà. Hồi em bó tay đó chị. Bó chân luôn á. Em có biết đánh đàn bầu và thổi sáo với đánh đàn tranh, nhưng mà em không có biết hát ca cổ như chị. Mà em hát chèo thì được. Oh yeah. Cái này mới lạ nè. Cái này mới lạ nè. Biết đánh đàn bầu, thổi sáo, biết đàn tranh. Yeah. Còn hát, biết hát chèo nữa. Dạ, nhưng mà cải lương em không có hát. Sao em chưa bao giờ thử hát cải lương. Hát chèo khó lắm á em, chị chưa hát chèo bao giờ. Dân ca Bắc Bộ thì em hát được, tại vì gia đình em bên nội là gốc miền Bắc.
Bên ngoại thì góc miền Nam. Hey, em hát đi. Trời ơi, chị hồi hộp. Thôi em hát bài nhạc của em đi chị. Không, mắt trèo đấy, một câu đó. Không, đã không biết của em thì bây giờ chia sẻ như thế này bắt buộc là phải hát rồi. Hát đi, hát trèo đi. Ok. Hát bài Người ơi, người ở đừng về nhá. Ok. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng về. Người về em vẫn đi. Có mây khóc mây thầm. Đôi à bên là bên sông như vạt áo, mà này cũng có à ướt đậm như mưa. Người ơi người ở đừng về. Trời tuyệt vời. Giọng hát hay quá. Đang ơi đừng có để thua hai đứa chị chứ. Không, em chấp nhận thua mà. Em trơn gian quá hả? Cái này em hát cho khán giả của em bộ. Đúng rồi. Nè bây giờ khán giả nhắc là mỗi người một bài. Thành ra là làm gì chị mà... Phi Nhung hát rồi. Nè mỗi người một bài nè, rõ ràng Phan Ngọc Hân nói chị Phi Nhung hát rồi. À bây giờ, đến thì Lan Nguyên đúng không? Tại sao làm khó mình vậy? À bây giờ thì Lan Nguyên sẽ hát một khúc trong cái bài mà Lan Nguyên viết. Hả? Lạ vậy. Wow. Chưa có đặt tên luôn. Ấn tượng quá vậy. Tại sao ca sĩ cứ đợi đến cuối livestream mới bật mí và thành những cái bí mật động trời từ dưới giờ chưa biết. Nhưng mà không biết hay không. Nhưng mà bây giờ mới đóng máy. Quý vị là người nghe đầu tiên đó. Khoan Ngọc Hân thắc mắc, khoan trước đã. Cái bài hát này là anh viết là tâm sự thật của anh, cuộc đời thật của anh hay là sao? Tâm sự thật chứ em. Tâm sự thật cuộc đời của anh. Bài này là bài thứ mấy anh viết rồi? Cái bài này là bài thứ ba. Đông Nguyên viết cũng được mấy bài rồi, nhưng mà đây là bài thứ ba. Hy vọng là mai mốt Đông Nguyên sẽ làm có nhạc có đồ để mà record ra thành một cái bài hát để tặng cho tất cả quý khán giả. Cái đó hy thì dễ mà. Bây giờ là lần đầu tiên khán giả được nghe một bài hát do chính Đăng Nguyên sáng tác nè. Wow, tâm sự của Đăng Nguyên luôn. Đó. Đêm cô đơn biết đi về đâu, đêm không em đường phố không màu. Mưa từng hạt tan vỡ bên đường như cuộc tình em đã trao anh. Lời yêu thương em đã vội quên, đành sao em nụ hôn ngọt mềm. Mưa từng hạt tan vỡ bên đường như cuộc tình em đã trao anh. Ôi hay quá. Wow. Hay quá hay quá đang ơi. Đúng, cái kiểu hay là phải thất tình mà đau lắm mới viết được như thế này. Không ngờ đó là nha. Em không ngờ Đăng Nguyên mà bị thất tình ta. Đây cô nào hồi nào khai ra luôn đi ta. Nhanh lên. Cô nào may mắn vậy? Hả? Nhanh đi. Thôi dù đó bỏ qua đi mà. Nếu mà khán giả có ủng hộ Transparent 123 bắt Đăng Nguyên khui ra là cô nào làm cho anh ấy thất tình mà đau đớn đến cái mức mà viết được cái nhạc phẩm này. Có đúng không quý vị? Trời sao toàn đợi đến cuối giờ livestream nữa ha, tôi hết khui được bí mật gì rồi mới chịu bật mí những cái mật. Nó anh phải chờ cuối giờ anh mới bật mí chứ không thôi là em hỏi anh không biết đường trả lời á. Cái này để mai mốt mình lên livestream mình lại tỏ tình tiếp. Kính thưa quý vị, đề nghị quý vị nhấn subscribe ngay vào channel của YouTube Trung tâm Thúy Nga, youtube.com/Thúy Nga. Thứ hai là trang Facebook của Trung tâm Thúy Nga là Thúy Nga Paris by Night, Thúy Nga PBN, để xem lần tới Đăng Nguyên livestream để mà bật mí những cái bí mật của Đăng Nguyên là thất tình cô nào mà đến nỗi hát được, sáng tác được những cái bài hát như thế này. Và một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự theo dõi rất quý báu của quý vị. Hy vọng là ngay sau livestream này quý vị hãy vào ngay trang YouTube của Trung tâm Thúy Nga để theo dõi trích đoạn cải lương duyên kiếp với nữ nghệ sĩ Phi Nhung, Thanh Hằng, Kim Tiểu Long và nữ ca sĩ Hương Thủy của Trung tâm Thúy Nga. Và ủng hộ thật nhiều cho một lần nữa music video Chờ Thêm Một Đời của nữ ca sĩ Lam Anh. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày mấy ta? 15-16 tháng 7. Đúng rồi, trong chương trình Paris by Night số mấy? 1, 2, 3. Chủ đề áo, là áo. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin thật cảm ơn sự theo dõi rất quý báu của quý vị. Hẹn gặp tất cả quý vị Paris by Night 123 với chủ đề ảo ảnh in Las Vegas. Một lần nữa liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 hoặc là Thúy Nga Shop.
livestream.com. Cảm ơn chị Phi Nhung, cảm ơn Lam Anh và cảm ơn anh Đăng Nguyên đã đến với livestream ngày hôm nay. Rất nhiều. Và để bị Ngọc hân hành từ nãy đến giờ đã đến mấy đồng hồ rồi. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình livestream kỳ tới. Và livestream lần tới thứ ba tuần sau, thưa quý vị, thứ ba tuần sau đúng ngay ngày July 4th và ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, quý vị sẽ được gặp gỡ trực tiếp và livestream với Băng Kiều và Minh Tuyết. Wow. Cho nên là xin quý vị đừng bỏ lỡ livestream vào thứ ba tuần sau của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị thứ ba tuần sau ngày 4 tháng 7, lễ độc lập Hoa Kỳ với Băng Kiều và Minh Tuyết. Xin chào tạm biệt quý vị. Coi như chưa nghe câu đó, coi như chưa nghe câu đó. Xin chào tạm biệt quý vị. Rồi là cảm ơn hoàn hảo.